Hello mọi người. Hello, mấy tình yêu nhà em đủ mình tí mọi người. Hello mấy tình yêu. Trời ơi. Má ơi, trong cái nhà kho của tôi thấy nó rất là nhiều đồ mấy mẹ ơi. Mỗi lần đi nó cũng khó khăn nữa. Hello mấy tình yêu à, thấy là chuyên cháu về rớt cái bông tai, rớt bông tai phải đi phải phải lấy cái bông tai đeo mới giữ cái nư của em được. Ai ra chuyên chuyến mới xin chấm như mấy tình yêu hôm nay đại hội xét ha. Hôm nay đại hội xét cuối tuần mấy chị yêu ha. Nên chị yêu nào có thấy là chuyên với mình chứ mình xin một chấm nha. Chế mình xin một chấm hôm nay thì mấy tình yêu ha. Với hàng hôm nay hàng hot girl mà hàng hôm nay hàng đẹp nhiều lắm mấy chị yêu ơi. Ai vào ra chuyên chấm giùm em một chấm đi mấy cục vàng nha em ơi. Cho bé My xin một chấm một cái chia sẻ của mình đi ạ. Vài nút chia sẻ và cái chấm của mình lên để mình tương tác nhau đó mọi người. Mình tương tác nhau để mình thấy nhau thôi. Mấy bạn có đang thấy em không à? Mấy bạn có đang thấy em không? Thôi cứ đợi mọi người vào đi mọi người ơi. Cứ đợi mấy tình yêu của em vào ha. Vào livestream giúp bé My đi mọi người. Vào livestream chia sẻ livestream em thì bảy yêu đấy, chị nào thương em cho bé My vài nút chia sẻ lên hội nhóm lên trang cá nhân gì đấy đúng không ạ? Cho em xin vài nút thôi, thôi. Ai vào livestream cho em xin vài dấu chấm của mình như mấy tình yêu ơi. Vài dấu chấm của mình lên hội nhóm, lên tương tác với My đi ạ. Tương tác, chia sẻ livestream em lên hội nhóm lên trang nhân. Thấy hết mọi người, ai em thấy hết mấy chị ơi. Em thấy hết nha, ai em cũng thấy hết mấy tình yêu ạ. Xếp miên mặt đang hot, hồi chiều giờ tôi thề luôn, tôi mới đăng lên mà tôi bán hơn một chục xếp rồi bà ơi. Tôi mới đăng cái ship bao rip này tôi mặc lên nhưng mà tôi bán còn cái chục set rồi. Nó mới vô like đi mới về tranh thủ chốt cái mẫu này về đi rất là đẹp luôn. Mà nó ít lắm có được 20 set thôi. Mà nãy em chốt bên inbox chắc còn cái chục set rồi chị. À vào livestream cho em mới xin giày yêu chấm lên như mấy chị ơi tương tác lên với My nha. Do hồi chưa em có like rồi thì cái like này nó đang bị mất tương tác lại mấy chị ha. Thôi ai thấy em thì cho tương tác thôi chứ giờ biết sao giờ. Ai thấy em cho em xin vài nút chia sẻ đi à, vài cái tương tác của mình lên đi mọi người. Vài cái tương tác thì mình sẽ like đồ mới cho mấy chị nha mấy chị ơi. Vài cái tương tác, vài cái chia sẻ, vài yêu chấm của mình lên để chô bài của mình lên. Bé mình sẽ like hàng new cho quý vị mấy chị, còn không lẽ mình sẽ like hàng xả. Đấy mấy chị muốn like cái gì cũng được á. Nhưng mà có tương tác thì cái gì với My cũng like cho mọi người được nha mọi người. Còn thấp quá thì buồn lắm nha. Nên mọi người cho My vài nút chia sẻ đi. Mấy chị like ship không mấy chị? Mấy chị này lái xích thể thao không? Mấy chị này lái xích thể thao mấy chị ơi. Ồ nó không có thông báo hay gì khách nhà mình không thấy vô. Nó không hề có một cái thông báo nào luôn á mấy trời. Nguyên cành tình yêu ơi. Cho em ký sổ thôi ai bằng đại gia. Ai bằng đại gia đúng không bà ơi. Ai là bằng đại gia đúng không tình yêu ơi. Lựa cọc chị lựa được nha em. Mọi người ơi, trời, sỉ giảm trên like 10, 15, 20 tùy sản phẩm mấy chị ha. Tùy mấy chị lựa bao nhiêu, lựa nhiều hay lựa ít nha. Vào chơi với mấy, đúng rồi, trời ơi, em chưa thấy một cái chị khách quen luôn với tình yêu. Mấy tình yêu có nhận được thông báo không hay là đến giờ mấy tình yêu vào vậy. Trời ơi, không thấy khách quen nhỉ, My đi đâu hết luôn rồi chơi mấy trời à. Buồn. Buồn quá buồn. Ai vào livestream chấm bài chia sẻ livestream em đi mọi người ơi. Chấm bài tương tác chia sẻ livestream em đi mọi người. Mọi người ơi mọi người. Trời ơi là trời luôn các bạn ơi. Rồi xếp mi mặt có thích thì like nha mọi người. Xếp mi mặt là nguyên cành. Em có vừa up ảnh bên trang cá nhân. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nó không phải như đợt trước đâu. Đợt này nó là vây chó bè nè. Cái cây này có nón nha mọi người. Siêu thể thao và siêu đẹp cho tôi luôn. Siêu siêu sờ đẹp cái xếp này chứ mi luôn mọi người. Mọi người có thích thì mọi người lấy nha. Bởi vì hiện tại khách chị em chốt cũng cũng hơn nhiều rồi á chị ơi, hơn 10 set rồi á, hơn 10 set rồi á, để thêm nữa đấy, chị nào lấy thì lấy nha mọi người ơi. Set mi mặt thôi kệ, ít chơi ít đi mọi người, tí em có la sâu cho khách quen những 10 like cuối là biết mới sẽ sâu nha mấy chị ơi. Rồi cái này chéo mi nha mọi người ơi. Trời ơi, tình yêu ơi, đẹp chưa? Đơn chị đi rồi, đi chung với chị Hồng Bảo rồi nha tình yêu ơi. Lấy chị cái hồng trẻ vai cho em like đi. Ok chị yêu luôn. Xinh xỉu, cái hồng chở vai đó xinh xỉu. Em định tí nữa em mặc like chứ
Em định tí nữa em mặc lai, trời ơi, 69.000 cái hồng nó đẹp lắm. Hồi nãy em tính mặc rồi nhưng mà thôi em lên xếp thể thao. Còn tí nữa em lai đá sau chứ, siêu xinh luôn mẹ ơi. Có bạn nào thích hàng hôm nay không, để em lai cho mọi người nha mọi người ơi. Ồ, xích gấu xinh xinh nè mấy bà. Xích gấu xinh xinh nè mấy tình yêu. Nói chung hàng hôm nay rất là đẹp. Ngày hôm nay rất là đẹp, mấy chị gái hả? Mấy chị gái này vào livestream thương em cho em vài cái nút tương tác của mình lên đi mọi người. Ồ, tôi thề luôn á bạn ơi, ok chưa? Xinh xỉu luôn tình yêu ơi. Không em, 10 cái chiết khấu lại 10 ngàn cái thôi em ơi. 10 cái gì đâu chiết khấu cho sỉ đâu. 10 cái nhà em sỉ được 30 sản phẩm luôn mọi người. Ồ, đẹp chưa, đẹp chưa? Trong quạt có trong cái ship ly màu trắng quay chị có like đó em ơi. Ship này hồi nãy với My mới đăng bài lên thì bao nhiêu chị, rất là nhiều chị hỏi luôn á tình yêu. Em thề luôn cái vải này rất rất là đẹp luôn á tình yêu. Vải đợt này rất là đẹp, rất là cưng luôn nhé chị ơi. Hàng tôi ship lên rất là cưng nha. Ồ, đẹp ha. Chị bấm thì bấm nha mọi người ơi, xếp xanh 75 xu nhớ bà ơi, tay dài chứ không phải tay ngắn. Với sắp vào mùa rồi mấy chị ơi, máy này sắp vào mùa thì sự luôn là đang hàng cái chuyến này về lại ra nhà mới đó bà. Nhưng mà giờ chưa làm xong nên phải ở trong này mới like chỗ bà như thế này, chứ mà ra nhà đó mặc ra mọi người lên phong hết là nó sẽ mắc hơn á bà. Ok cho xin cho em muốn 20 cái vẫn chiết khấu em thôi, vẫn chiết khấu hết á. Chị đồ lấy thì lấy nha mọi người, xếp xanh nha. Em mới nhập đồ đồ vải 65 mà đẹp dễ mang. Cảm ơn tình yêu nhiều nha. 75.000 xét có màu xanh màu hồng, có màu xanh nè, để em vô màu với chị gái. Màu xanh nè, màu hồng nè, màu xanh nè, có màu, em có màu xanh nè, màu hồng nè. Ôi màu đẹp lắm luôn ấy mọi người. Cái xếp này bảng màu của nó siêu cưng, bảng màu rất là cưng luôn á chị. Màu đen nè, màu hồng nhạt nè, màu đen màu hồng nhạt. Chị nào lấy thì lấy nha, để cho mọi người coi. Lỡ rồi em ra luôn bảng màu chú gì coi, xinh lắm. Xếp rất là xinh luôn nhé mẹ ơi, vải không đẹp không có tiền nha. Ôi cute chưa, bởi sao sắp vào mùa rồi mấy chị ơi, sắp vào mùa rồi mặc ngay cái này rất là cưng nha. Mặc rất là đẹp chú My luôn ha. Ôi xinh quá, xinh luôn mẹ ơi, tôi phải xu à. 75.000 một set cho chị lấy thì lấy ha. Ok không? Đó, hồng đậm nha, ok. Trời chị cũng lấy màu gì cũng được á. Ồ đẹp quá, đẹp luôn á chị. Hồng xanh, ai muốn lấy thì lấy thôi. Hồi nãy chưa, hồi nãy khách hỏi giá em chưa báo giá luôn á. Em chưa có ra hàng á, em không biết giá để em báo. Đấy giờ lên like ai chốt được gì chốt mọi người kiểu vậy đó. Đủ màu xanh, hồng hồng. Xanh hồng với đen. Xanh hồng với đen. Chị lấy đen, bấm đen rồi mọi người. Ôi đẹp quá hả, cái này mà không lấy mấy bộ gì bạc trời. Cưng quá à. Em thề luôn, rất là cưng luôn nhớ bà ơi. Rất rất là cưng, chị nào thích thì bấm nha. Chị nào thích thì bấm, 75.000 bộ, 75.000 set quá ghẻ rồi. Tay dài mà ai đâu bán 75.000 bộ mấy chị. Tay dài đâu ai bán 75.000 đâu. Hôm nay view thấp với 10 like vô chơi chơi, nói chuyện chơi chơi đúng bà ơi. Nhớ bà ơi, sao la tướng thấy không báo thì nó giật mộng á bà. Ngày thì thích thì thông báo, ngày nó không thích nó không thông báo rồi. Nó bị ngáo chó mà. Nó giống như kiểu cầu quần dài em. Nó giống như kiểu mà say rượu ngáo chó mọi người. Ngay say rượu ngáo chó mấy chị có đấy kinh rồi má ơi. 79 xu giảm được 5.000, bởi hôm nay em về được 100 cái. Em về được số lượng á nên là nó được giảm đó mấy chị ơi. Đấy kinh dài nè, 79.000 nè. Đây, cái lít kim này khỏi cần giới thiệu ha. Riêng chị Phong Lê, khách quen nhẹ mua lần 4-5 cái luôn á chị. Lít kim này đất hàng rồi mới về đường 100 cái thì giá nó chiết khấu hơn. Chị nào muốn lấy thì lấy nha. 79 xu, đợt trước là 85.000 nè. Chị nào mua của nhà em đều vải 85.000. Có nhiều chị, xếp chị mặc 130 em. Có màu nu nữa, xếp chị mặc có màu nu màu xám nữa. Nhiều chị vô hỏi với My chứ, ủa em legging vải dày không, trời ơi thề luôn, tôi báo hàng Quảng Châu, tôi báo hàng đẹp và tôi bán số lượng đang chạy hàng rất là nhiều luôn. Mà cứ hỏi tôi là em vải đẹp không, vải dày không, quan trọng vải đẹp hay không, nó không có lụa cho bà cái kia được rồi. Mặc legging nó rất là kén dáng nha mấy chị, không phải kén dáng thoải mái nhưng mà kiểu như nó có nhiều phong quần lên xấu lắm. Đây hàng gì em bao, chịu lấy lại 79 nha, đất hàng mới về luôn. Legging một size bà ơi dưới 62 kg, nhưng mặc ai mặc lên tới đâu ôm phong đó. Em có 41-42 kg thôi rồi mấy chị, hay thấy mấy My hay mặc legging đi lắm mấy chị ơi. Ban ngày bị em đi thì em hay mặc legging, thậm chí đi ngân hàng luôn nha. Má hơi quê quê. Cái này cho Hạnh My nè. Hạnh My nè, ok nè, 79.000. Tôi đi ngân hàng tôi chuyển tiền không bao giờ mà tôi ấy mẹ ơi. Tôi đi ngân hàng tôi chuyển tiền lúc nào tôi cũng bộ đồ này tôi tàn tàn đi gì á, cái quần dài với quần legging.
chị nào gặp em ở ngoài đường chắc không nhận ra em đâu chị ơi, trừ lúc đi chơi em mới diện đồ thôi, còn đi công việc đồ là tàn tàn quần lấy kim nó xỏ vô đi thôi. Chị nào quốc thì lúc nha, em thấy kìa một cái nè, đẹp lấy kim này đẹp, yên tâm đi, đợt trước like 85 mà đợt này giảm giá cho bà còn 79.000 rồi, do đợt này em giờ được 100 cái thì giá nó chiết khấu nó rẻ hơn thì em sẽ bán rẻ hơn cho mọi người nha. Nguyễn Thúy Kiều 79 xu nè, 79.000 một lấy kim nhá. Chị nào thích legging thì bán legging nhớ tình yêu. Đội xếp tay dài này đẹp mà tôi bán 75.000, bán đúng một bộ, bán vải chủ như trời. Vải lá ghê luôn. Xếp em mặc cho này, xếp em mặc đợt này nó đẹp lắm á trời. Xếp em mặc đợt này, mấy chị biết sao nó đẹp không? Đợt trước á là nó may nó ngắn nha, đợt trước nó đã đẹp rồi. Nhưng mà nó nay cái ngắn làm cho cái mình cái chân váy nó không có dập ly được nhiều như thế này nè mọi người ơi. Đợt này form của nó form đẹp, nó dài nên kéo rút dây lên cao là nó được cái form như thế này đấy, lưng quần nó siêu cao nữa bà hả, đó rất là đẹp luôn nhớ bà ơi. Bào lấy nè, bà nào dưới 23 cho mọi người dưới 60 cân mặc luôn, bé mi có cả màu nu với lại đây nè, cái chân váy của nó dài như thế này nè nên khi mà mấy chị càng rút lên cao thì cái độ nhún của nó càng đẹp, còn đợt trước chân váy nó ngắn á, rút lên nó không có độ nhún. Cái đây đúng chuẩn hàng nè, đợt trước may nó chưa chuẩn hàng đâu mà mấy chị đã kêu đẹp rồi, nhưng đợt này bé mi may cho mọi người nó chuẩn hàng hơn thì rút lên, càng rút lên cao thì nó càng đẹp nha. Cái nhún nó của nó nhiều hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều mấy bà ha. Đây chị nào lấy ha. Ok vô. Thấy vô cái nhún của nó này mới trời. Y chang chuẩn hàng giống quay luôn. Đó, mà nó là hàng bon rip thì nó nhún lên như thế này nè. Còn được trước nó ít nhún lắm. Được trước luôn chị nào mua của nhà em ơi đều biết luôn. Được trước hàng của nó vẫn còn luôn nè. Hàng của nó được trước nó không có nhún nhiều. Chị nào thích lấy thôi. Cho mà xếp còn mấy xếp thôi. Cũng hết hàng rồi còn mấy xếp. 130 một xếp nữa phải không? 130 một xếp. Có ở đâu cầm lông? 130 rồi, 130. Có màu nu này, màu này nữa nè. Màu nu với màu này nữa nè bà. Có cả màu nu với màu này, màu đen, màu nu và màu xám này nè. Đơn chị đi rồi chị, đơn cũ ở chiều. Trời ơi, nó có nón này mấy bà ơi, nó cái nón này mấy bà xinh lắm nha mấy bà. Chị Heo uống mình thích cũ mới cho em mới lại thông tin nha. Màu xám này cũng rất là đẹp nha mấy bà ơi. Cái chị này nói chung cái xếp này mặc lên rất là sang, rất là đẹp. Em có ốp mẫu rồi, em có ốp mẫu rồi nha mọi người ơi. Ok chưa? Cái xếp này em nói thiệt với chị nào mà tròn tròn người mặc sang hơn em rất là nhiều nha. Em đảm khẳng định luôn. Chị nào mà tròn tròn người mặc không nó sang hơn em mặc trên livestream này rất là nhiều. Ok chưa? Màu xám này ở ngoài cũng đẹp nè, nó có nón nha mấy chị ơi. Nó có nón nhưng mấy tình yêu ơi, tình yêu là lái xám thì lái xám. Nói chung là cái chân váy đẹp gấp mấy lần so với lần trước. Đó chị nào lái nha tình yêu ơi. 130.000. 130 set bi mặt màu đen cho chị Heo uống vẫn một set nè. Ok chị nè. 130 xu. 130 xu. Ok. Ê màu xám đẹp thiệt luôn. Màu xám đẹp ghê. Vô nhập quần nè. Đấy tôi cũng thích màu xám hơn bởi vì nó không có trùng. Nó không có trùng với ai. Ít mặt hết trùng. Mà sang. Rồi vô mặt quần xám nè. Chị nào lấy nu thì bấm nu nha. Đen xám nu nha tình yêu ơi. Rồi qua set mới vô mấy chị nhờ. Em qua luôn xếp mới mấy chị ơi. Nói chung là hàng hôm nay toàn là hàng đẹp không ô mọi người. Xếp thể thao nói chung là hàng đẹp. Và em giờ được 100 hàng mà em chia sẻ thì đây em cũng còn ít lắm mấy chị ơi. Em còn cực kỳ ít luôn mấy chị, chuẩn hàng hết nha. Đợt này nhà bà này ra hàng cho mọi người thì yên tâm đi, chuẩn hàng hết chơi mi luôn. Chứ không phải ra hàng tèo xấu cho mấy chị đâu. Ôi uy tín chưa bà ơi, uy tín chưa? Uy tín chị mi luôn. Trời ơi con này mấy má ơi, cái sức thể thao đùi nè mấy má ơi, uy tín chưa nhá chị. Điên hàng bao rip lên hàng thì uy tín, nhưng có tình yêu không có tình yêu hả? Trời má ơi xinh quá xinh luôn mấy ơi. Sức thể thao đùi cho chị nào, chỗ tối tôi thề luôn, chuẩn bị chờ nó xe lạnh rồi. Cứ mặc những cái sức này đi chơi cho tôi là nhức nhối con tim nhá mấy ơi. Nhức nhối con tim luôn. 119 xu. Chịu lấy thì lấy. Quần đen áo trắng. Quần đen áo trắng, xếp nu, xếp màu nu, xếp màu hồng, xếp màu cam. Xếp màu nu, xếp màu hồng và xếp màu cam như bảng màu cho mọi người coi ấy nha mọi người. Em có vô bảng màu của chị coi ha, chị nào thích màu nào lấy thôi. Nói chung là xếp thể thao nhiều mới còn like vải cho mọi người bởi xịn thôi nên muốn chơi hàng loại 2 thì nó hơi cao. Chị nào từng mua xếp thể thao của nhà em rồi thì biết mấy tình yêu mà. Đấy ai thích thì lấy nha. Rồi qua mẫu luôn em chị. Được, em sẽ qua mẫu nhanh cho do ít view của em cũng chán đời, em chả muốn like nữa. Ít view chán đời, em chả muốn like nữa chứ bà.
cái view chán đời tôi còn chả muốn like nữa đó, chứ tôi ra hàng mới như hôm nay, tôi ra hàng mới như hôm nay đúng không bà, cái view còn chán đời nó lấy đâu ra hàng mới. Đen chú chị Nguyễn Hân nè, đen chú chị Hân nè, quần đen áo trắng với chị nè, đấy quần đen áo trắng với chị nè, sốt xị hơn một set luôn. Nguyễn Hân là 119 nè, cứ lấy những cái set này đi đẹp mà. 119 là xem hồng đi chị đúng không? Hồng có 1-2 set luôn các bạn ơi. Hồng hình như có 1 set duy nhất luôn á chị gái. Hồng 1 set duy nhất luôn các bạn. Xinh lắm nha các bạn ơi. Xinh lắm, 119 chứ ơi, xinh cực kỳ luôn á chị ơi. Lấy đi, em thề luôn á. Lấy đi, nó rất là xinh, mấy chị tin em đi. Hàng nhà em thì bao cho mọi người rồi nha. Cái dáng áo của nó nè mấy chị, cái dáng áo của nó rất là đẹp luôn nhớ bà ơi. Siêu đẹp, mà có nón hết cho em luôn hả. Có nón hết cho mình luôn, 119 xu. Cái quần với cái áo của cái bộ này lên, nói chung lên hàng thì khỏi chơi, đây đi đâu về đâu rồi đúng không ạ. Lên hàng một phát là khỏi chơi cho mình luôn. Ai thích thì lấy nha mấy chị gái ơi. Đấy, màu hồng, màu cam đất. Hồng chú chị Hồng luôn này, hồng có một set luôn. Hồng em có một set duy nhất là sao quá nhờ. Hồng có xét duy nhất luôn á. Màu nô chú chị Kim Anh Lê, ok chị yêu của em. Hồng chú chị Hân nè, hồng có xét nè. Nguyễn Hân nè. Tí nữa cọc rồi inbox cho em nha chị ơi, cọc inbox cho em nha. Nô số chị Hồng có xét rồi tình yêu ơi. Kim Anh Lê nè, Hồng coi còn không nha. Kim Anh Lê nè, 119 nè. Nô nè. Tình yêu ơi, đổi cam đất được không? Cam đất với nô được không? Để coi Hồng còn không các bạn ơi. Để coi Hồng còn không. Hồi nãy tôi nói vô hàng cũng trễ để ý nữa. Hồng nhận một xét trước đi mọi người ơi. Hồng có thấy có màu rồi sao? Do hồi nãy em có chia hàng ở ngoài rồi mấy chị. Hồi nãy có chia hàng ở ngoài được. Chị nào lấy kem đất thì lấy kem đất, chị nào lấy trắng thì lấy trắng nha. Thấy gì ghi trước đi mọi người. Thấy gì em chốt trước cho, chắc thì em cũng trễ dám nhận nữa. Không biết ở ngoài có hay không, không dám nhận nha mấy chị ơi. Đây màu đen cho chị, bán màu đen. Màu đen cũng một xét nè. Màu đen cũng một xét nha mấy tình yêu ơi. Màu đen cũng một xét à. Màu đen cũng một set duy nhất nè mấy tình yêu, chị bấm đen, bấm đen nha. Chị bấm đen, một bấm đen giống như màu đen nè, màu cam nè. Cam đất đẹp mà ta, cam đất rất là sang luôn mọi người. Cam đất sang lắm mấy trời, lấy cam đất đi mấy chị yêu của em. Cam đất rất là sang nha mấy bà ơi, coi màu cam đất lên nè. Nói chung là mấy chị ơi, lấy hàng đi, màu cam đất nè. Cái quần của nó mặc lên đúng form thì nhìn cho có mình em like á mọi người. Ồ đẹp chưa, cam đất nữa bà. Đó, cam đất đó, chị lấy cam đất thì bấm cam đất. Chị lấy nâu bấm nâu. Có đen trắng nữa nè, có đen trắng nè, cam cho heo cũng vững nè. Có đen, có áo trắng quần đen nữa. Dương Nhật Quỳnh lấy áo trắng quần đen được không? Dương Nhật Quỳnh lấy áo trắng quần đen được không chứ? Đây nè, giờ đâu có mấy rồi, chia đâu rồi đẩy tụi nó chia đâu. Còn được có mấy cái với em mấy chị ơi. Cam đất chốt cho heo cũng vững nè. Heo cũng vững thì cam đất cho chị luôn nè. Ok chị nè. Heo cũng vững cam đất nè. Một chỉnh nè, ok chị gái luôn. Đấy, đen bao nhiêu kỹ mặc vừa dối cho ngoài 60 cân vô tư mấy chị ơi. Đen trắng chú Khánh Linh nè. Đen này chốt cho chế Kim Anh Lê. Mi mặt là xét chị ơi, 130. Kim Anh Lê hết rồi Dương Nhật Quỳnh ơi. Còn cam đất thôi, Kim Anh Lê nè. Chị ơi, chị ta không có xếp quần dài à nè. Có mà hôm bữa có quần dài, cái mẫu này hôm bữa My có like mẫu này quần dài nè. Chứ có con livestream của My không? Chứ con livestream không? Khánh Linh nè, Khánh Linh ơi, hồi chiều đơn đã đi rồi, đơn này đơn mới nha Khánh Linh. Đơn này đơn mới nha Khánh Linh ơi, ok giúp My nha. Đơn này đơn mới nha, hồi chiều em báo bill là những chị em báo bill là để cho đơn đi nha mọi người ơi. Kem đất chú Thanh Xuân nè, cái này đen cho Khánh Linh nè, ok giúp em thì em mới cho hàng nha chị ơi. Ờ Thanh Xuân nè, ok Thanh Xuân nè. 119 nè. Em còn một đô một cam. Cái này chốt cho Khánh Linh nè. Hết hàng mọi người, do gì hồi nãy em chia sỉ không có đủ hàng. Có xích dài tay có, hôm bữa em có like cái mẫu này tay dài để với mình tí nha. Còn đùi có, hôm nay có đùi tay dài cũng đẹp quá mọi người. Rồi em còn một đô một cam với chị bấm nha mọi người ơi. Nha, em còn một đô với một cam đất cho chị bấm đô với cam đất nha mọi người. Còn nô với kem đất hả? Đẹp ha, xinh quá xinh. Giờ ở trong này line nó chật quá, không có đi ra thay, không bước ra được luôn mọi người. Không bước ra thay đồ được cho mấy chị luôn á. Đừng nói chuyện nó thiệt lắm, thiệt luôn. Với quanh nhà em toàn đồ không à. Có đây nè, tay dài quần dài này chị. Tay dài quần dài 130. Tay dài quần dài 130 này chị ơi. Đấy, y chang mẫu đó luôn. Nhưng mà quần dài thì 130 nha.
quần dài thì 130 mấy chị gái ơi, đây thể thao nè, đây nè, xinh không, rất là xinh kéo mi luôn mọi người ha. Chỉ còn nói cho em mẫu xuất sắc kéo mi luôn mọi người ơi, 130 cành. Tay dài quần dài đây, chị bấm tay dài quần dài, bấm cho em tay dài quần dài này màu đen nè, màu đen nha chị, bấm tay dài quần dài hình như còn một hai bộ không biết chị hết rồi, đợt trước giờ 50 bộ mấy bạn lấy trong một livestream tôi không còn luôn mấy ơi. Đen như chị bấm đen nè, chị bấm đen kéo mi như mọi người, còn một hai set thì thôi là tôi đâu cũng chả biết nữa, nói chung là hết hàng á, còn một hai set thôi á chị ơi nha, còn đợi chị tới với cục cưng thôi, còn một hai set đen thì chị nào lấy đen thì bấm đen nha mọi người ơi. Chị bấm đen nha, 130 cho chị Hồng Ngọc đen nè, ok chị nè, Hồng Ngọc đen 130 nè. Lên xếp đồ rút dây đi chị, đợi chị tí nè, có hàng ở đây rồi, đợi tí nha tình yêu ơi. 130 đen cho chị Hồng Ngọc nè, đấy chị nào lấy dài đen cho chị Hồng Thảo nè, hình như còn sao á, còn để em tìm mà hình như còn á. Chị Hồng Thảo lên số điện thoại với em với My tình yêu ơi, chị Hồng Thảo lên số điện thoại với My nha, chị Hồng Thảo lên số điện thoại với My ha. Đấy, ngày mai em có thể gọi chút đơn nha. Vừa chị ơi, 130 ngàn nè, vừa mà vô tư. Nói chung là chị cao 58kg, chị nêu cao tầm 1m6 không? Tình nêu cao tầm 1m6 không tình yêu ơi? Tình nêu cao 1m6 không? Cho nó là hàng vải vải bò rip, nó ôm trong người đó nha. Nó ôm trong người, em báo trước nha tình yêu ơi. Nó, ê Hạnh My, quần đen áo trắng được không chứ ơi? Quần đen áo trắng được không chứ lấy không? Ok, à, ok, giọng Thảo ok, hiện diện thấy avatar tay quen quen luôn. Set Nova đen đẹp lắm, cảm ơn chị yêu nhiều nha, đúng không? Cái mẫu này đúng đẹp chị hả? 1m6 vừa trời. Đây còn đen, quần đen áo trắng nè chị Hạnh My lấy quần đen áo trắng được không chứ yêu ơi? Còn set thì sao quá hết luôn mấy bạn ơi. Thể thao đợt này hot quá, giờ bao nhiêu hàng là nó bút tụi em, không còn hàng online luôn mọi người. Quần đen áo trắng, còn set quần đen. Còn quần đen áo đen luôn, còn quần đen áo đen cho bà luôn nè. Hạnh My quần đen áo đen nè, là còn một xích quần đen áo trắng nữa thôi nha mọi người. Còn một xích quần đen áo trắng nữa nha. Hạnh My có quần đen áo đen luôn hay chứ. Còn vậy là còn hàng ở dưới á. Cho bộ xích này về được 30 xích hay là 40 xích gì lận. Quần đen áo đen nè. Rồi em còn quần đen áo trắng nha mọi người ơi. Chị nào hôm nay không ghé lấy đồ thì mai ghé lấy đồ nhớ gọi với My trước nha mọi người. Chứ mai em lỡ em giật mồng em đi đâu cái không có mất công ghé ở nhà em nha mọi người ơi. Chị nào lấy nữa không? Dạ ok, nhớ gọi em trước nha mọi người ơi. Má dạo này em hay đi lắm mấy trời. Hello chị yêu, trời buồn nãy giờ mấy chị yêu vô livestream với My luôn. Xít trong váy, xít trong váy, còn xít cũ nha mọi người. Mã cũ nè mấy chị ơi, không có nón. Còn mã mới của My là có nón nha mấy chị ơi. Mã cũ không nón nha bà, mã mới có nón nha. My mặc gì đẹp vậy? My mặc một cái xét đó tình yêu, xít trong váy nha, quần đen áo trắng cho chế luôn nè, quần đen áo trắng cho chị Khánh Linh luôn, 130 nè. Em mặc trong vải trời, mới có xếp đùi đẹp lắm, mới có xếp đùi cực kỳ đẹp luôn chị yêu ơi, 130 cành nè. Rồi qua nè tình yêu ơi, ơi. Ủa xếp này nu đẹp mà sao chị nào lấy gì ta? Xếp đùi nè, xếp đùi thể thao đẹp nè, chị Nhung lấy không chị Nhung? Có 119 ngàn à. Có áo lẻ không em? Áo lẻ có, hôm nay có mẫu mới luôn, sao quá. 119 ngàn này chị Linh lấy không chị Linh ơi luôn. Quên chứ. Có cái này không chị yêu ơi? Đây nè, xít đen ý, không có lẻ chị ơi, lẻ hết rồi. Lẻ hết rồi. Cái này chị Nhung lấy không nè, xít nu nè, có 119 là vải siêu đẹp luôn. Cứ lấy đi, vải nhà em cần chỉ phải giới thiệu cho chị Nhung đúng không? Vải nhà em khỏi cần giới thiệu cho chị luôn. 119 xu nha mọi người, màu nu, còn xít màu nu ấy bà ơi. Còn xít màu nu cũng là một xít cuối cùng. Ở ngoài yêu chị luôn, chú chị Nhung là 119 nè. Do chị thích xét, chị thích xít đùi nè. Hồi nãy giờ Nguyên lên nhiều set đẹp mà không mới hai set à, nó nhiều lố rồi nè trời ơi, cái set này 75 xu nè, có lấy không chị yêu? Trời ơi, em thề luôn, nó rất là cưng luôn, nó rất là cưng cho Nguyên luôn, có 75 xu một bộ à, mà vải của nó rất đây là gọi là gu của Nguyên luôn á, gu em luôn quá trời. Do ban ngày em hay lấy cái áo này á, ban đêm mặc có dưỡng da, xong rồi cái ban ngày thoa kem đã, xong cái ban ngày mới chế mặc cái này, mặc cái áo này mình chỉ cần
đeo đôi vớ với lại cái quần legging dài vô là được rồi mấy chị ơi. Đấy bộ đồ cute dễ thương này mà tôi bán 75.000, ổng mai chốt của tôi tức ghê á. Ừ tôi để luôn đủ màu tôi mặc luôn. Bởi vô mùa cái ở nhà lạnh lạnh xe xe lạnh lạnh đó bà ơi. Còn đen không chị, còn cái gì đen cục con ơi? Còn cái gì đen cục con? Còn gì vậy Bảo Huyền ơi, cái này hả? Cái trong váy, xếp trong váy rút này hả? Xếp trong váy rút nè, không thích trắng mà thôi. Xếp trong váy rút này hả tình yêu ơi, xếp trong váy rút còn. Bộ 75 chị Khánh Linh luôn nè, bộ đẹp lắm luôn á bà ơi. Chị Khánh Linh ơi, có màu hồng nhạt nha, màu xanh nha, màu đen nha chị ơi, chị thích màu nào? Bộ 75 em có hồng nhạt nè, em có màu đen nè. Em có màu đen, màu hồng nhạt nè, không áo chị mới vô lên ná hả? Màu hồng nhạt nè, màu đen nè, màu đen nè tình yêu ơi, quần đen nè, quần đen áo áo trắng hết rồi em, nói chung là quần đen áo trắng hết á, màu xanh nè, màu xanh 75.000 nên mua đi mọi người, áo đen nguyên mặt đẹp quá, nguyên xếp luôn trời, nguyên xếp nha. Có quần jean dài cỏ bao la luôn mọi người. Mẹ bây giờ em còn size L sao nhờ, màu xám em còn để em lên lại cho mọi người. Màu xanh tôi thề luôn các bạn, tôi cưng quá à. Tôi thề luôn, nó rất là cưng luôn nhớ mà, nó cưng 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 luôn á. Ủa đẹp quá, đẹp luôn á. Xinh lắm mấy má ơi. Xinh luôn, lấy em bộ đen cho Bảo Huyền nè, Khánh Linh bộ đen luôn nè. Khánh Linh bộ đen luôn nè, ok chớ nè. 75 sâu bộ này siêu đẹp nha mọi người. 75 nè, Bảo Huyền đen cho em luôn nè. Ok em, Bảo Huyền đen cho em luôn nè, 75.000 bộ này xinh hả? Siêu xinh luôn á bà, chứ không phải xinh mà là siêu xinh. Siêu xinh nha. Đó, em là đủ màu, em thề em sẽ để bộ này đủ màu mặc. Bởi vì em rất là thích mặc tay dài mọi người ơi. Mặc tay dài nó rất là xoan. Ừ, ban ngày cũng thích mặc tay dài. Còn màu khác không chị? Đó, màu xanh, màu hồng, màu đen, nó ba màu của em. Cho con một linh dài xanh lực. Đây, giờ em like đi tình yêu ơi. Giờ like đi với cục vàng nhà em ơi, linh dài. Mấy chị thích linh dài thì em like linh dài nhớ vào. Chị Nhung có xếp em mặt này, chị Nhung đẹp mà. Nè, có quần trong, có lớp quần trong hết mà lo gì trời. Ê, cái set này có nón luôn các bạn ơi. Có nón là rất là xinh nha. Set này còn có màu xám chuột với màu nâu nữa. Có màu xám chuột với màu nâu bao nhiêu 62kg, 60kg luôn. Đồ về miết mà bảo sao dọn không? Trời ơi, không bao giờ dọn được, em thề luôn á chị. Bây giờ cái chỗ em đứng nó còn không có công bằng, nó không có chạm nền luôn á chứ. Nó nhiều một cách kinh khủng, ngày nào hàng nó cũng về mà thề luôn. Đau đầu luôn mà ơi. Đó, ship 75.000 mấy bà ơi. Tôi có bị phốt ở đâu không mà vô hỏi ship 75.000 biết nói sao á. Nhà em vải xấu lắm mấy tình yêu ơi. Nhà em vải xấu à mà, đừng mua. Ôi nói gì đúng mọi người. Quần này 150.000 em chỉ còn đúng size L nha mọi người ơi. Em chỉ còn đúng size L và chốt trên cái livestream này cho Bí My thôi. Ok chưa? 150.000 còn đúng size L, SM hết sạch, 10 ri hết sạch trong vòng một livestream tối qua. Đúng 10 ri trong tối qua với My like không còn luôn á chị ơi. Em xếp đen 75.000. Xếp đen 75 cho Chương Thị Thanh Linh nè, ok nè. Chị nào chốt thì chốt à. Dương Thị Thanh Linh nè, 75.000 nè. Trời ơi Thùy Trang, Thùy Trang lén nhà chị đúng không? Ngày mai cái rảnh không ra sơn cho chị bổ móng tay luôn. Lấy đồ xong cái sơn bổ móng tay luôn được không? Mới không thích làm móng ghê luôn. Còn xét còn đợi My tí nha. 150 cho chị Chuông chốt size L luôn nè. Có rách em đợi chị like màu rách màu xám cho chung chút size L 150 luôn, em chỉ còn size L thôi nha. Hồ Thị Thu Hằng má rất chứ bông tai như đây mà cọc á. Hồ Thị Thu Hằng L nè, cái này chỉ nhận L thôi nha mọi người, hết sọt mấy size kia nha. Hồ Thị Thu Hằng nè, Thu Hằng nè, L nè, năm hàng 150 nè. L 50kg vừa cho vừa, em còn vừa trời sợ rộng thôi, nhưng mà chị mặc vừa á, do gì có mấy chị mãi là mặc vừa nha mọi người. Rồi em lên cho mẫu rách xinh xinh. Trời ơi má ơi, đừng có nhá hàng nha con. Nằm yên hết cho mẹ nha con. Rồi lên cho mẫu. Trời ơi má ơi, chốt rồi mấy bà ơi. Nha. Trời ơi má ơi, xinh luôn. Xinh luôn nha mọi người ơi. Một mẻ duy nhất luôn. Chỉ còn trên cái live stream này đúng ruột tầm chắc 2 ri với mấy chị, chắc 2 ri là hết luôn. SML 150.000 chị chốt trên livestream.
riêng quần nhã nguyên nếu như xấu xin hoàn tiền 100% cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Chị nào mà khách mới mới mua nhã nguyên một lần, mấy chị mua thử riêng nhà em sẽ ghiền, ok chưa ạ? 150.000 màu xám cho em, xám mờ, chốt xám mẹ xám đi mọi người, Bảo Hiền xám mờ 150 nè, bao giá nha mọi người, bao giá cho mấy chị luôn nha, mấy chị yêu của em ơi, bao giá cho mấy chị luôn ha. Chờ chốt rồi chốt nha mấy tình yêu ơi, xám mờ 150 66. Ê ê, từ từ coi có phải lộn riêng không ta, xám, ồ đúng rồi ạ, đúng rồi, xám mờ 150 nè. Chị lái size gì vậy Hồng Thảo, lái size mờ đúng không? Em vô lơ lá thun cho em lựa, em mới vô áo thun nhà chị hết sạch luôn cục vàng thôi, nhà chị hiện tại không còn cái áo thun nào luôn á, thì chốt cho em rồi nha em ơi. Rồi chị nào chốt con xám thì báo em nha mọi người ơi, xám ML XML size 50kg nha. Nếu mà 50kg này em tư vấn thì em sẽ lấy cho chị size mờ đó, 50kg sẽ lấy mờ nha. Có đen không chị, nhà chị nghĩ đen rồi em ơi, đen chị bán nhiều rồi á, đen chị bán nhiều rồi á tình yêu. Xám chị em sẽ lấy với chị Hồng Thảo size mờ nè, Hồng Thảo em lấy size mờ đó, 150. Chị đâu bấm nữa không ạ, xám với chị bấm xám hết rin luôn mọi người, ngố cũng cháy hàng luôn nha, ngố cũng cháy hàng mà rin cũng cháy hàng luôn, xám còn nha mọi người ơi, xanh xám còn XML rồi. Ok bây giờ lên xét cho bà ơi, lên xét tiếp nha mấy tình yêu của em ơi, lên xét thể hoa tiếp cho mấy chuyện mới ra cái ngoài và mẫu à, bà lấy em xám L, ok thêm xám L cho em nè, Thùy Trang nè, 150 nè, 150 với một cân luôn, bao vải mà, đi hàng nhà My bao vải luôn nha mọi người. Đó còn một con xanh L cuối cùng cũng là duy nhất trên livestream này cho chị bấm xanh L nha mọi người ơi, xanh L, xám L chút cho chị chung chút luôn nè, xám L em chú cho chị luôn. Chị nào mà đi làm đó mọi người, thích mặc của quần á, dài đi làm hoặc là đi công việc đồ hay ban ngày hay đi á, mai em lên lấy nha chị, ok em. Nay chị suốt ngày chị ở nhà không mà yên tâm đi, nhưng mà chiều chiều chị hay đi bẹo quá nên là gọi trước là được. Ừ em sẽ có tính là tới chiều lại cái chân em nó muốn nhảy hay sao mới trời, chân em muốn nhảy. Trời ơi má ơi, trời ơi quần đùi rút dây hai bên nha mấy bà, trời ơi xinh lắm luôn á, riêng cái ship này em dám khẳng định với mấy chị không xinh tối không có tiền cho mọi người luôn nha mọi người, xinh xỉu luôn, trời ơi thề rất là xinh luôn mấy ơi. Ồ ôi coi nè mấy chị ơi, vừa đảm bảo luôn em, trên nhà chị vừa, bởi vì nó là lưng co giãn rất là đẹp, nó là hàng phải nói là xịn sò nhất của nhà chị luôn tình yêu ơi. Trời ơi má ơi coi cái quần của nó uy tín chưa mấy chị, đợt trước nó may cho mọi người là vải gân hàng rẻ có 3x thôi em không bán nha mọi người, cái quần này ít em không bán, tí nữa em lên cho tình yêu ơi, tí em lên cho áo em có mà mấy tình yêu, ra cái áo coi ngất ngay con gà tay nha mấy chị ơi, ôm mô phọt luôn, ôi mô phật luôn, có nón luôn á chị. Ôi trời má ơi xinh dữ vậy mấy bà ơi, 95 xu cho cái livestream này, 90 luôn nha mọi người. Ra bảng màu nè, quần đen áo trắng 95 xu, ra bảng màu quần đen áo trắng, quần xám áo trắng, ở có hai màu chứ nhiều. Quần đen áo trắng với quần xám áo trắng nha mọi người, quần trắng áo xám nha mấy bà ơi. Ôi ôi trời ơi là trời luôn mấy bà ơi, 95.000 xét không á chị ơi, chốt liền cho livestream này thì còn nha mấy chị ơi. Ê, cái quần trắng đẹp lắm mấy má ơi, cái quần trắng đẹp dữ bay. Còn quần lợn chị lấy màu gì chị yêu ơi, chị lấy màu gì chị yêu ơi, trời đẹp quá. Chị lấy quần lợn nhưng mà chị lấy màu xám hay là chị lấy màu xanh, chị lấy màu xám đúng không, nãy chị lấy màu xanh rồi mà, để em coi còn lờ xám không nữa, vấn đề còn lờ xám không nữa. Mọi người chốt đi mọi người. Rồi chị lấy lò xám hả? Lò xám chắc hết luôn á. Để tí em ra ngoài coi thì em bỏ qua ngày mai em báo bill chị nha. Trời ơi đẹp quá, xanh hả? Lò xanh còn nha tình yêu ơi, lò xanh còn nha chị. Chị Mộng Thường lấy lò xanh không? Rồi chốt nha mọi người ơi, chị Hân nè, chị Nguyễn Hân xếp nè, Nguyễn Hân xếp 95.000 nè, 95.000 Nguyễn Hân nè. Chị nào chút đen nữa không bà ơi, có máy xếp gì trời bay, vậy máy xếp gì bay. Nguyễn Hân 95.000 là chuông chút 95.000 nè, chuông chút 95.000 xếp đen luôn nè. Chị lấy thì bấm cho bé My nha mọi người, xếp là 95.000 quá hồi đúng không chị gái ơi, xếp này 95.000 siêu hồi chứ My luôn, đẹp chứ bay. Áo xám thì mai em sẽ lên mẫu này nha, lờ xanh chú chị Mộng Thường nè, còn con cúng cùi luôn nè chị yêu, Mộng Thường nè, chỗ quay gì chục ri luôn á Mộng Thường. Cái là xếp đen đùi,
Bận thường 150 ok chị yêu Trang Lê nè. À, em tính tiếng là đôi, đóng đơn cho chị mà thôi em dò mai em đóng nha tình yêu, mai đóng như mấy tình yêu luôn, mấy tình yêu rồi chú chị Mộng Thừa lượng chị Trang Lê 95 ngàn cho chị nè, ok chị luôn Trang Lê nè 95 xu nè. Rồi hiện tại là em cao cầu màu gì em bán chị Trang Lê, không lấy ship với mi mặt nè, không lấy ship mi mặt nè chị yêu, đẹp ghê luôn ấy, ship mặt rất là đẹp luôn á, trời trời đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc coi bảy luôn bà ơi, đẹp lắm đẹp luôn nhé bà. Rồi may lên mẫu này cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Rồi 115.000 shop một set mấy chị ơi. Em shop một set loan nha chị, bấm set loan 115.000 thể thao quần dài nha mọi người. Thể thao quần dài áo phong cho em nha mấy tình yêu ơi. Thể thao quần dài áo phong cho em ha. 115.000 còn một set duy nhất nha mấy tình yêu ơi. Set thể thao với mấy góp mẫu nha mọi người, góp mẫu rồi mấy tình yêu ha. 115 xu cho chị, ấm mã 115 nha mọi người. Set mi mặt có màu xám này siêu đẹp luôn nha. Set mi mặt có cả màu xám cho mấy chị luôn nha mấy chị gái ơi. Chị gái nào bấm thì bấm nè. Chị gái nào thích thì bấm, có màu đen với màu xám. Có màu đen với màu xám nha mấy chị. Có màu đen set chị mặc. Set em mặc nữa nhé. Ok chị nè, màu đen với màu xám là 130. Set em mặc có 130 siêu đẹp luôn. Nãy giờ cũng hết hàng đúng mọi người, hết hàng. Trời không lấy màu xám hay màu đen luôn đúng không? Lấy màu đen thì cũng màu đen nha mấy ơi. Hồi nãy giờ mấy bà chờ cái set 2 giây này đúng không? Phải mấy bà chờ cái set 2 giây nữa đúng không ạ? Ngắn không em? Không ngắn mấy bà ơi. Nó ngắn hay dài là quan trọng là cái quần của em nó có xếp cái đáy cho mấy chị khó chịu không? Ok chứ mấy tình yêu ơi. Trời nó dài tôi còn khi tôi mặc đồ tôi còn muốn nó lên như thế này nữa mấy má ơi, rất là đẹp. Cái này là cái chân váy mấy chị kéo cao lên mấy chị không sao cả nha. Mấy chị đang đợi cái set này đúng không ạ? Set đùi này đúng không mấy tình yêu ơi? Đúng không tình yêu ơi? Mấy tình yêu đang đợi một cái set đùi này đúng không ạ? Rồi em xin chốt cho mấy chị thôi nhớ chị ơi, hết hàng rồi, có mấy set rồi. Nãy nó chia hết rồi sao vậy ơi? 75 xu nhớ chị ơi. Màu nâu, trời ơi má đẹp ghê. Xinh xỉu luôn mấy trời, xinh xỉu cho mấy luôn nha. Mẹ xinh xỉu nhớ tình yêu ơi. Set quần đen áo trắng 95. Xí quần đen chính là áo trắng chị đâu còn đâu em ơi. Quần đen áo xám được không? Quần xám áo đen được không em? Quần xám áo đen được không? Xí tay dài chữ nai đi chị. Xí tay dài chữ nai đi chị, tôi mới thấy đâu anh. Em ơi, quần xám áo đen được không? Lái xem xếp áo quần áo trắng quần đùi đen. Hết áo trắng quần đùi đen rồi mọi người ơi. Còn quần xám thôi rồi mọi người ơi. Còn quần đen áo xám nha mọi người. Quần đen áo xám. Quần đen áo xám thì chịu lấy quần xám áo đen chứ lộn. Quần xám áo đen thôi mọi người, hết rồi, hết quần đen áo trắng. Cái này nó đang tiếp bãi cho mọi người nè. Quần trắng áo xám, quần trắng áo xám hoặc quần xám áo đen nha mọi người. Hoặc là quần xám áo đen chịu lấy thì lấy nha mấy tình yêu ơi. Quần xám áo đen thôi, em hết đen trắng rồi mọi người. Mỗi mẫu được có 20 mà về biểu sao, đến hàng. Về biểu sao đến hàng mọi người. Chịu lấy thì báo em nha. Chị là báo thì nói thì báo em nha mọi người. Đó chị lấy thì báo em nè. Rồi set này 75 cho chị bấm mẹ 75 nha. Màu nâu nhớ mẹ ơi đẹp ha. Set quần đen áo trắng hết rồi em ơi. Còn quần xám thôi được không? Còn áo đen quần xám, quần đen áo xám được. Áo đen quần xám, áo đen quần xám má rối não nha. 75 xu tới mới mang mặt nha. Còn là mai gì đó. Có màu đen. À cái set 95 ngàn này hả? Ủa set 95 hình như nó có. Ủa set 75 ngàn nó có màu vàng nữa và có màu vàng đẹp vậy. Nói chung là đều rút dây hai bên. Những cái mẫu này đang hot nhưng mấy chị đều rút dây hai bên hết cho mấy chế ha. Mặt lên nó hết cái mông á kiểu vậy mấy chị. Nó hết mông lên mấy chế. Rồi cái quần màu vàng. Màu vàng với màu nâu 75 ngàn. Màu vàng với màu nâu bộ đùi 2 dây 75 xu. Xu bộ coi. Sơn bộ mặt coi. Tôi thích hai dây ghê các bạn ơi. Làm gì có đen đâu. Tôi còn thấy màu đen ở đâu nữa chứ má. Tôi thờ tôi không thấy màu đen nữa bà. Tôi thờ tôi không thấy màu đen ở đâu các bạn ơi. Có một màu nu rồi bà ơi. Em thờ là em không thấy màu đen luôn á trời. Em thờ không thấy màu đen. Màu nâu với màu vàng có 3 uống xít gì 4 uống xít gì sót đâu lại tôi cũng chả biết. Sót đâu để bỏ lộn cho tôi nữa.
quần đen áo trắng, quần đen áo trắng chị hết 95.000, chị hết quần đen áo trắng rồi em ơi. Lấy màu nu đi má Quỳnh, lấy màu nu đi, lấy màu nu đi má, lấy màu nu đi. Chị nào hỏi ship nay gì đây vậy ta, bà nào hỏi tôi là chị ơi la ship nay đi chị, xin thưa vâng ship nay đây, xin lắm, ship nay rất là xinh luôn, ship nay hơi bị xinh luôn. Ôi, ờ không phải đi ship má ơi, đồng ngủ má ơi, không phải xếp rồi. Ủa là ship nay nó có gửi về không ta? Ồ đồng ngủ má, má ơi, ôi mấy má ơi, mấy má đồng ngủ quá chị ơi. Ôi xin nữa bay lụa nha má trời, đầm ngủ lụa chớ mi luôn mọi người ha, 95 xu ngủ lụa cho em nha mọi người. Ê đẹp dữ sang, 95 xu cho chị bác mẹ, 95 nha mọi người. Ngủ lụa đâu sao về, tự nhiên về đâu còn ri chơi trò má không, nó về kiểu khi nào mà nó ít mẫu là nó chào mụ chào chào vải em, hàng nào mà ít mẫu ra đều chào mẫu cho em đi mọi người, chào vải á. Cái này lụa Latin không đẹp không có tiền nha mọi người, đầm này đẹp quá, 95.000 sâu cái rồi á, sâu rồi á bà, 95.000. Ồ đẹp thiệt sự luôn á bà ơi. Coi có màu gì coi. Có màu đen với lại màu 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 đỏ mấy chị ơi, đẹp quá. 95.000 nha mọi người. Trời ơi, quần đen áo trắng chị hết rồi, chị báo là còn áo đen quần xám, chị báo còn áo đen quần xám. Ồ đẹp quá. Đẹp quá mấy chị ơi, 95.000 đầm nha mọi người, đầm ngủ nha mấy chị. Đầm ngủ 95.000. Chị ấm mẹ 95 bấm với mi mẹ 95 nha. Ai ấm mẹ 95 bấm với mẹ 95. Đầm ngủ lụa, ngủ lụa 474 nè. Ai vừa chuyển khoản cho tôi đây. Rồi ngủ lụa cho chị. Xích, chị xem xích em ăn mặc. Ngủ lụa cho chị ấm mẹ, ngủ lụa nha mọi người, 95.000 đẹp quá. Cái này để chung với về lô là lô đồ bộ ứng với like sau cho mọi người cũng được. Không sao, hồi nãy không có biết có về lúa à, không biết có về mẫu này luôn à. Chưa kịp chết rồi lên rồi. Đấy ai lấy thì lấy nha, em qua mẫu luôn nha mọi người ơi. Nhưng càng ngày la nó càng chán mọi người ha. Ngày nào ngày cũng ngập đồ á. Ngập lồ, gập lồ, gập lồ á mọi người ơi. Rồi cái này sót nè. Cái này hồi nãy quần xám áo đen, ok lấy quần xám áo đen chị thấy đẹp mà. Quần xám áo đen chị thấy đẹp mà. Chứ thì Thanh Linh luôn nè, 95 xu nè. Chị thấy quần xám áo đen đẹp chứ đâu có xấu đâu. Mấy bà sợ quần trắng thì về lấy quần xám đẹp mà, 95 xu. Chị nào hồi nãy hỏi áo, chị nào lấy áo về mặc với quần, hình như mới còn đúng được có mấy con nữa mấy chị ơi. Sáng nay về 50 con hết hàng, sáng nay về được 50 hết hàng rồi nè mọi người ơi. Còn chắc được, sáng lấy chị áo cam chua không biết luôn á. Hồi sáng chị đặt màu gì là chị lấy không có đổi đâu chị, hồi sáng không có đổi á. Còn một con màu cam nè mọi người, 65 xu một áo nha. Chị nào lấy riêng dài mẹ đang hết nha mọi người ơi. Mẹ này thì đang hết hoàn hợp mấy chị ha. Màu xám, màu xanh với màu nu. Màu xám, màu xanh, màu xanh, màu cam. Em mặc nè tình yêu ơi, em mặc nguyên cành chị ơi, em mặc là 130 cành nha mấy tình yêu, đẹp quá. Có nón, có nón nha mấy chị, có nón giống như hả, 130.000. Em còn màu đen. Ê màu này đẹp lắm mọi người, em thấy màu hồi nãy mà em thấy màu này là em mặc màu này rồi, nhưng mà do em không thấy màu này nên mặc màu đen cho mọi người. Tôi thề luôn, cái màu này rất là đẹp luôn mọi người. Ê cái màu này đẹp lắm luôn nha mấy chị gái ơi. Em còn màu đen, màu xám chuột và màu nu. Chị rồi thích thì bấm nha mọi người ơi. 130.000 cái kiểu bấm mã 130. Chị bấm mã 130 thì bấm mã 130 nha mọi người ơi. Chị ơi, 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 ơi. Chị lấy nha. Em còn mấy mã nhưng mà do hàng này em nhiều quá. Em chưa tiền hàng ra được đó mọi người. Màu trắng 65.000. Trời má ơi, trời má ơi. Rớt đồ luôn nhớ bà. Rớt luôn mới ghê chứ. Màu trắng thì chị bấm màu trắng nha. Rồi đủ màu, màu trắng. Đơn gọi rồi mai nhận hàng. Nhớ trời lâu. Bà má. Đơn gọi rồi chị đẹp thôi má, chị thề luôn em. Chị còn biết đơn nó là cái đơn gì luôn em, thề luôn. Chị không nhớ đơn là đơn gì luôn á. Đến bây giờ mà lâu lâu hỏi lại mình chả nhớ luôn mọi người.
Chị nhớ đâu của chị là cái đơn giờ ở đâu, về đâu em hỏi luôn á. Nên đâu chị nào lâu nhắn tin em để em che đơn cho nát thử mọi người. Không chị, không có nha. Ok, chị để cho Linh rồi Linh ơi. Không có nha chị ơi. Không có màu trắng, màu nu đi. Mặc màu nu cho trắng da. Nếu mà sợ mặc màu đen ổn thì mặc màu nu cho trắng da. Rồi xóa một cái đi, ghép qua. Rớt xuống lên sale luôn nha mọi người. Ôi, cái gì mà áo khoác vậy mấy má? Cái gì mà áo khoác? Cái gì mà áo khoác rồi? Trời ơi, đây nè mấy chị ơi, xót một cái quần legging này nha mọi người ơi, xót một cái hồi độ một cái quần bố đen nha chị nào dưới 50 cân mặc vừa. Bữa trước với My Live 120.000, bây giờ em tặng cho livestream 85.000 nha chị, bấm mã 85. Chị nào bấm mã 85 xu bấm với My mã 85.000, đúng một con duy nhất vải của nó xấu tới hoàn tiền 100%. Một cái duy nhất cho chị nào mặc size S, size M á mọi người, dưới 50 cân mặc vừa chán quay luôn nha mọi người, FM mặc được cho em con này luôn nha. Tặng luôn 85.000, còn có 1 con rồi để trước mắt quá bà ơi. Để trước mắt thêm á trời, che hoài đúng không bà, hồi buổi giờ che ở trong không thấy. Giờ rớt ra mới thấy được cái quần đen nó luôn quá thờ luôn quá má. Rồi con này cho em luôn mấy chị, trong váy cho em luôn nha mọi người. Cái trong váy nói chung là nó là lô hàng hãng á mấy chị. Vải hoàn toàn, cái trong váy này bữa trước chị đã mua của nhà mình cũng là 120.000 luôn. Em tặng luôn. Em tặng luôn nha mọi người ơi, em tặng luôn. Hết set rồi mấy má ơi, để coi còn set nào nữa không. Tôi thấy hết set, nhà tôi còn trong váy, còn quần, còn áo là nhiều thôi. Set ít lắm luôn á mọi người, set rất là ít nha mấy chị ơi. Cái trong váy này size M nha mọi người, size M chịu lấy cũng tặng luôn. Tặng luôn, vừa bán 120 á. Trời ơi, em ơi, em làm ơn em bóp cho chị được không. Hoài, mà muốn lựa gì thì mày lựa, cứ cầm tiền ra này bán cho. Ok chưa, cứ cầm tiền ra thì bán nha mấy bạn ơi. Trời em có 42 kg thì em vẫn mặc được nha. Đó, chị nào lấy thì lấy. Rồi cái quần này 130.000, chị nào chưa lấy được thì bấm nha mọi người. Hình như em chỉ còn size M và size L hết S. Quần ngố 130.000, chỉ còn size M và size L hết S. Em đọc từng size cho mọi người ha. Ngố 130, còn M và L hết S cho chị bấm mạng ngố nha. Chị bấm mạng ngố, bấm kêu mình mạng ngố nha. Chị bấm mạng ngố, bấm với mình mạng ngố ha. 130 cành giống tình yêu ơi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Em ở Cam Lâm tình yêu ơi. Em ở Cờ Lỡ mấy trời. Em ở Cam Lâm nhưng mà tình yêu của em. Nói chung là nhà em ở Cam Lâm. Áo cổ vuông 65.000, hai màu trắng đen. Áo cổ vuông 65.000, hai màu trắng đen. Chị bấm áo cổ vuông, bấm em áo cổ vuông nha các bạn ơi. Chị bấm áo ngố mồ chú chị Kim Anh Lê. Ngố mồ chú chị Kim Anh Lê. Hình như em sẽ lên cho mọi người một mã rinh nữa phải không. Hình như còn một mã rinh mới thấy hay sao phải không. Chị Kim Anh Lê ngố mồ nè, 130 nè, siêu đẹp. Hình như em còn một mã rinh nữa sao đúng không. Phải không ta. À còn luôn. Còn luôn một trời má ơi. Còn luôn một kiện rinh luôn phải không. Hình như hôm qua có ai rồi sao á. Không em có like chưa ta. SML chứ mi nha mọi người ơi. Riêng này mát thọt mày ơi. Thọt dân thọt. Ai bị do đầu mấy bạn nghĩ đúng không. Do mấy bạn nghĩ thôi mấy trời. Chứ tôi nói là tôi nói theo thì ai bị mấy bạn nghĩ sâu xa kia. Em ở Cam Lâm, ở Cam Hòa, Lập Định, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa, tụi mình ơi. Lập Định, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa nha chị ơi. Tầm đầu tháng 11 là 60 xong rồi thì mấy chị, lúc đó mấy chị muốn mua, mấy chị muốn thử, mấy chị muốn lựa gì cũng ok hết. Còn bây giờ thì hiện tại mấy chị mà cứ muốn vô nhà em lấy đồ thì được. Chứ muốn mua đồ thì mấy chị trước khi mấy chị muốn mua mấy chị xác định là mấy chị lựa cái gì để nha mấy tình yêu. Mấy chị phải lựa cái gì nha, chứ nhà em như cái bãi chiến trường phải nói là trong cái khu này chỉ có một mình em biết đồ nó ở đâu thôi. Mấy chị vô mấy chị cũng có thấy được đồ rồi mấy chị lựa. Mấy chị hỏi với My thích mẫu gì thì mới lên mẫu cho mọi người được. Còn tháng 11 thì shop em xong rồi thì lúc đó mấy chị vô thử cái lựa gì muốn mua gì cũng được mọi người. Còn không mua gì cũng được ha. Rồi cái mã này rách cho em My màu nhạt nha mọi người. Rách nhạt 150 cành cho chị bấm à. Rách nhạt cho chị bấm mã rách nhạt nha mọi người. Nói nhiều quá sót lại mấy ri luôn nha mọi người. Đấy. Rách nhạt chị nào cần tới nhà em lựa đồ biết có không biết gì lựa đâu mọi người. Trên live nó dễ hơn.
cái lái dễ lụa, còn chị mà muốn thấy form thấy vải thì ừ em cho thoải mái luôn, nhưng thiệt sự là chả biết lụa gì, vô như cái kho vậy á ba, như nhà kho vậy á. Rồi cái này rách XML cho em mọi người, rách XML nha. Quần chị nhận rồi, coi giãn ok lắm. Cảm ơn chị yêu nhiều nha. Ờ, Rin em tự tin mà. Rin em tự tin mấy năm trời. Đúng không? Rin hồi bé mới bán từ 170 ngàn đâu giờ. Bây giờ bé mới về số lượng nó còn rẻ chứ. Thường thường 170 không à. 150 ngàn nha mọi người. SML nha. SML. Rách nhạc. Rách nhạc ở chị bán rách nhạc. Vậy mình gần nhau rồi. Đúng rồi, mình gần nhau mà. Gần xỉu, gần siêu luôn. Giờ muốn chọn bà kêu. Mua gì? Mua có ba triệu mấy đâu nhiều. Còn bị lửa nhà tôi nè cô. Tôi mới đi cho cô có một nửa à. Tôi mới đi cô còn còn tầm. Chắc còn tầm triệu nữa. Chị bấm áo đen, chị bấm chim áo đen nhưng mà cổ vuông áo đen chỉ 65 xu hai màu trắng đen. Cổ vuông 65 xu hai màu trắng đen. Nữa sao ai cũng chặn em thì mới chạy rồi em chơi với ai mấy chị ơi. Rồi em chơi với ai? Đừng mà, đừng chặn nhau mà. Đừng chặn nhau. 65 ngàn hai màu trắng đen mọi người ơi. Chị nào chơi hệ cổ vuông bấm nha. Nói chung vải bao rip của nhà mi thiệt đúng một giá mấy chị ơi, bao rip nhà em đúng một giá luôn. 65 xu hai màu trắng đen nha tình yêu ơi. 65 xu hai màu trắng đen cho em nha chị, bấm áo cho mi 65 xu hai màu trắng đen. Áo Chanel bao rip hai màu dặn đen 65 xu. Em mới vừa like xong. Em mới vừa like xong cùng Rin không ai chột luôn mấy chị ơi. Mới vừa Rin xong. Trời ơi, vậy mà hôm qua có người chửi em đó trời. Vậy mà hôm qua có người chửi em đó mấy chị ơi, em chán đồ dễ mang luôn á. Em nói thiệt làm dâu trong họ mấy chị, cái nghề làm dâu trong họ mấy mẹ ơi. Cái gì cứ chưa gặp vấn đề gì á mấy chị. Chưa thèm nói em cái gì á, vô sồn là vô live stream chửi em à. Không hiểu sao luôn mấy mẹ ơi. Không hiểu sao luôn á. Bao rít 65 ngàn. Cổ đen còn sót một con nè. Chị thích cổ đen bấm cổ đen 65 ngàn. Cổ đen 65 ngàn, chị bấm cổ đen 65 ngàn. Cổ đen 65 nha. Tắt lại tí nữa, tối nay có... Ôi trời ơi. Ôi em sorry rất là nhiều luôn. 65 đen cho chị cổ đen hay là cái mẫu kia. Em sorry mấy chị rất là nhiều. Nay không có em ơi, nay lộ mẫu. Nay chị bị lộ mẫu em ơi, không phải mẫu nay. Không phải về mẫu nay, chị coi bị lộ mẫu. Ê mọi người em xin lỗi mấy chị rất là nhiều luôn nhé bà ơi. Bà Minh Nhung ra đi nha. Mới chốt được có mấy. Ê chiều nay những cái chị nào quá hả. Ok. Ok chị. Trời ơi em xin lỗi mấy chị nhiều nha. Chiều nay chị nào mà chốt cái mẫu này màu đen với mi không chốt có. Mấy chị chốt lại với mi nha mọi người. Em xin lỗi mấy chị nhiều lắm luôn á. Trong khi chiều nay khách tới nhà lấy màu đen với mi kêu hết không có màu đen. Mấy cái mặt em thì có nhìn trai là giỏi thiệt sự luôn các bạn ơi. Ôi để cổ đen luôn ok chị nè. Trời ơi thề luôn á. Lấy gì mỗi mẫu 5 cái gì. Lấy gì mỗi mẫu 3 cái gì. Trời ơi 1, 2, 3. Bán gì một buổi hết rồi. Mà lấy gì mỗi mẫu cái 2, 3 cái gì trời. Ok chị nè. Ukla 2 nè. Má ơi chị thờ luôn hôm qua cái mẫu đó khách báo chị. Khách báo My ơi có không chị vô nhà chị lấy luôn. Chiều nay khách tới nhà lấy luôn nha mọi người. Ừ em hết rồi chị ơi. Hôm nay nó không về màu đen. Giờ tao gỡ ra luôn một vị đen luôn. Nó giận tao ghê luôn á. Cái cổ luôn ok chị Hảo nè. Cái này chú với chị Ngọc nè. Thở Ngọc nè. 6 cái nè. 6 cái nè. Ok chị nè. Rồi lấy cái chị đen cổ vuông cho chị Lê Tịnh Hảo nè. Lê Tịnh Hảo đen cổ vuông nè. Hiện tại có mấy lô hãng ở ngoài kia mà chưa dám like luôn mọi người. Nó hơi kiếm đồ quá. Ngập chè ngập lối. Lê Tình Hảo. Ê tiếng tinh tinh sao ta. Lê Tình Hảo 65 ngàn cho chị yêu của em luôn. Đen chú Mỹ Linh nè. Đen chú Mỹ Linh nè. Đen chú Mỹ Linh. Cổ vuông lên coi đây em. Cổ vuông hai màu trắng đen em. Cổ vuông hai màu trắng đen đi cục cưng. Hai màu trắng đen nha 65 xu nha. 65 xu. Có đen nữa. Nhà em có rồi hai màu trắng đen nè. Rồi này, chị coi từ từ chị, từ từ chị, từ từ nha, đợi em tí nha.
Cái này cho Mỹ Linh nè. Cổ vuông đen cho chị Khang Huy nè. Cổ vuông đen cho chị Khang Huy. Đen này cho Mỹ Linh nè. Mỹ Linh đen nè. Mỹ Linh nè. 65.000 nè. Để em coi cổ đen còn mấy cái mọi người ơi. Đen này chốt cho chị Khang Huy nè. Đen cổ em coi còn mấy cái chị. Đen cổ em coi còn mấy cái Khang Huy. Chị tin em đi lấy cái màu xanh đó. Ok em đặt, em thấy rồi nha chị ơi. Em thấy rồi nha. Ok trời. Tầm 2-3 hôm nữa đi được em đi cho. Tầm 2-3 hôm nữa đi được em đi cho. Em cũng kẻ muốn giữ hàng đó mọi người. Tầm nay hàng gì em gặp nhà gặp rối. Em muốn giữ của ai luôn á mấy trời. Tầm này nhà bà My thì thực sự hàng rất là nhiều luôn. Cổ đen nè. Cổ đen một cái nè. Chốt hoài không được. Ủa sao vậy trời. Hồi nãy giờ chị chốt bên nào vậy. Bây giờ em like bên hạt này mà. Hồi nãy giờ chị chốt bên hạt nào đúng không. Cổ đen coi còn mấy cái em đem chốt nha mọi người. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Tay dài có nha mấy chị ơi. Tay dài có nha. Cổ đen. Cổ vuông đen chốt cho chị rồi nha chị Khang Huy ơi. Cổ vuông đen chốt rồi. Cổ vuông đen chốt rồi đấy. Rồi cổ đen. Cổ đen trời má ơi. Cái con này tôi tức á. Tôi nhìn nó mà tôi tức á. Mẹ nút nha chị ơi. Chị bấm mẹ nút. Bấm chiên mẹ nút nha. Rồi hết sạch rồi. Còn sót đâu con. Còn sót con này chú ý chị. Chị gì quên rồi ta. Chị Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc cái này trước nè. Rồi em ra mẫu mới nha mọi người. Tay dài có củ vuông tay dài luôn. 65 xu luôn nha mọi người. Dài ngắn gì cứ bao riếp rồng giá 65.000 nha mọi người ơi. Thỏ Ngọc nè. Chị để cho chị nè. Thỏ Ngọc. Rồi cổ tay dài. Tay dài. Tay dài có màu trắng màu nu 65 xu. Màu trắng màu nu màu đen. Bấm chim mẻ dài. Chị bấm mẻ dài. Bấm chim mẻ dài nha mọi người ơi. 65.000 mẻ dài. Dài 65 như chị bấm dài trắng nâu đen nha mọi người. Chị bấm dài trắng, bấm dài trắng, dài nâu, bấm dài nâu, dài đen, bấm dài đen nha mấy chị ơi. Mấy chị à. Mấy chị thích bấm màu gì thì bấm nha. Tiếp hồi chiều hình như biết My về được mấy mẻ mấy chị ơi. Hồi chiều về được mấy mẻ mà chả biết nó lạc đi đâu, lạc trôi đâu quá trời. Lạc trôi đâu thì cự luôn nè. Rồi mẻ này cho em nha mấy chị ơi. Chôn cho chị bấm chôn đen. Chị bấm mẻ chôn đen. Chôn đen cho chị bấm mẻ chôn đen. Nếu như mà vải xấu tới hoàn tiền luôn nha mọi người. Cái này nó lên rất là đẹp chứ mới luôn nha mọi người. Chôn đen chị bấm chôn đen 65 xu. 65 xu chôn đen này còn chắc 4-5 con. 4-5 con nha mấy ơi. Gì mấy mươi nói thôi nha. Trời ơi. Tức á hả? Tức gì à? Thôi vô chơi em vô cũng được. 65 xu. Vuông đen nha mọi người, chôn đen. Cái này mai lên, ít quá mai lên sau. Mấy hàng ít này mai coi hàng là về em tiền cho mọi người. Ây tôi tặng nè mấy ơi, tôi sót đâu thấy mấy con lòi hỏng ở dưới đây lên. Trèo ngược cái bảng hỏng nó lên đây vậy ta. Ô, cái quần sọt đen nãy 85. Thôi chú cho tôi cái quần sọt đen nãy 85k, xít đen đang mặc chứ. Ngồi đó thấy thiệt quá. Ồ cái quần sọt đen 85.000. Ok. Em vô gặp đàn My là tốn tiền đúng không? Vô gặp đàn My là tốn tiền không? Chương trong nè, ok chế nè. Vô gặp đàn My là tốn tiền. Vui vẻ kêu vô gặp đàn My là tốn tiền à. Chương trong xếp đen quần 85 nè. Cái xếp My mặc màu đen nè, ok la nè. Ok la chế luôn. Mẹ bữa giờ em bán ế mà mọi người thấy gì bán ế giúp mẹ luôn á mấy trời. Đứng ở trước mẹ không đâu có đắt đâu mọi người. Bình thường quần riêng ngố 50kg vừa mặc vừa hết quần riêng ngố chị ơi. Hết ngố nha tình yêu ơi. Để em coi lượng thêm cái này bán 100.000 ba cái cho vui vui cỡ rồi ơi. Ừ 100.000 ba cái nốt. Còn ba con bán tặng. Bình thường cái lô này hết hàng rồi mọi người. Nhà em hết vải. Hết vải ra mọi người. 100.000 ba cái. Còn ba cái tặng cho chị nào một đen nè, một hồng nè, một trắng nha. Đen hồng trắng combo 100.000 ba cái gì bấm combo 100.000 ba cái nha mọi người. Một đen một hồng và một trắng cho em nha mấy chị ơi. Đen hồng trắng 100.000 ba cái chịu chút combo bấm cho em combo 100.000 ba cái ha. Combo 100. Combo 100 bấm cho em combo 100. Còn ba áo làm luôn combo nha mấy chị ơi. Làm nốt luôn combo cho em đi với tình yêu. Làm lút luôn. Ủa cái cổ đen cho chị nào nãy chốt nữa nè. Má em giật mồng ghê luôn á.
Em dùng vòng thiệt sự luôn mà. Hồi nãy chị nào chốt xem cái mã cổ đen này, hồi nãy chị nào chốt người ta 65 xu, nãy chị nào bấm lại giúp em đi mọi người ơi. 65 xu cổ đen. Cổ đen 65 ngàn nha chị, bấm mã cổ đen 65 nha. Ok chị, heo uống bỉnh nè. Nãy em nhớ nhớ mà, em nhớ nhớ quên quên đó chị. Mà sao trai thằng nào mà lướt qua cái thì nhớ dỗ cái chữ không biết nữa. Heo uống bỉnh nè, đen nè cho chị luôn nè, 65 xu nè, ok chị yêu nè. Ok la luôn mọi người ơi, 65 xu luôn. 65 xu cho chị luôn. Tiếp nè mọi người. Mọi người thích like hãng không? Em like cho vài con hãng chơi. Chơi vui vui. Cổ đen em hết rồi chị ơi, cổ đen em hết rồi. À còn có cái quần này xem. Có mút vú. Có cả mút vú tiểu thư nha quý chị ơi. Mấy giờ lên áo lẻ hồ đen lên lại với con với hả? Trời ơi, có bút vũ cho bé My luôn nha mọi người ơi. Siêu đẹp luôn, con này chứ My luôn. Mã 65 tiểu thư, bấm cho My mã tiểu thư 65 ngàn. Trời ơi, con này phối với cái trong váy lên cho My là nhất nết cho bé My luôn. Quần đinh dài cũng đẹp luôn nha mọi người. 65 cho chị bấm mã 65 ngàn. Chị bấm mã 65 em đem thay nha mọi người. Cho bé My đổi, bé My đem bé My thay cái set này vô cho mọi người được không? Đẹp cực kỳ luôn á chị ơi. 65 ngàn một áo chị bấm mã 65 nha mọi người, chắc ít lắm. Có mấy con 65 ngàn. Bữa giờ tay dài với chưa bán nhiều đâu mọi người. Tay dài đa số là em sẽ dành cho cái like nha. Em ra thay bộ đồ rồi, vô nói tiếp. Được không bà? Ra thay bộ đồ vô nói tiếp được mấy trời. Nói tới miết tới sáng cũng được đó. Nó miết tới sáng luôn cũng được luôn á ơi. Ok chưa, để chốt cái bộ này cho chết chung trăm. Để tôi hồ đổ cái tôi quên cái bài chửi tôi á mấy bà ơi. Bài chửi tôi cái tôi chịu luôn á. Tôi chịu luôn á mà. Đợi em 32 nha, đừng ai đi ra nha mọi người. Đừng ai, đừng vội, đừng vàng nha. Ở trong nhà chơi My nha. Rồi còn chơi hàng sale nữa không? Trời, còn chơi nốt hàng sale nữa mà ôi. Em có bị nhiều luôn ý mẹ ơi. Chị nào chơi cái lô hãng không? Em lên lô hãng cho mấy tầm này ơi. À, em lên lô hãng cho nè. Tầm này ai chơi với em chơi lại. Ai em chơi với em gửi cho luôn á. Ám chơi với Huy, Huy nghỉ chơi luôn nha mọi người. Ờ à, mặc cái đầm chứ không mặc gì vậy mẹ ơi. Ờ ừ, mặc cái đầm. Trời ơi đẹp quá. Lên đi hả? Lên quan trọng, lên thì lên được á. Mà có người chốt hay không có là quan trọng đó mà. Quan trọng có người chốt không. Cái này mặc được hai kiểu cho mọi người. Đây nè, kiểu sang trọng lắm á chị. Nói chung kiểu này là kiểu sang á nha mọi người. Nó là đây nè, xinh quá, xinh quá, xinh quá. Nhưng mà mặc chiếc vai thì nó xinh hơn. Đấy, cái này là chân váy. Cái này là giống như một cái đầm đó chị. Giống như một cái đầm đó mấy bà ơi. Ai hỏi ai kêu để cho em bộ ngủ đỏ này ta. Ngủ đỏ này cho những chị Mỹ Hạnh là sao. Chương chân xếp đen nè. Chương chân xếp đen cho chế nè. Rồi ngồi đây luôn. Màu khác không My? Má ơi, My không biết nữa. My không biết luôn, thờ luôn á. Thời là không biết có hay không luôn. Đợi từ đợi My một tẹo nha. Chứ chung chân xít này luôn, 130 cành luôn nè. Hết hàng luôn nè. Chung chân nè. Chung chân nè. Có áo khoác không chị? Áo khoác rin em ơi. Còn áo khoác rin, áo khoác dưỡng da á hả? Chung chân 130 nè. Áo khoác rin đó hả em, hay áo khoác rồi. Ê hàng hãng đẹp lắm, cái lô hãng nó đẹp cực luôn á chứ. Thờ luôn. Em nói thiệt luôn á chị, nó lấy luôn á chị. Xin mùa mẹ em nói thiệt nó lạnh dữ ta. Trời ơi. Bé Bôn quất đi bé Bôn. Coi cái áo nè mấy bà ơi. Coi cái áo của nó nè mấy chị ơi. Trời ơi, rin hết rồi em ơi. Rin chị không có còn hàng luôn mấy bà ơi. Ok em. Coi cái trắng nè mọi người. Coi cái trắng này siêu đẹp luôn nè cục cưng ơi. Chị nào lấy trắng bấm cho em My trắng nha. 65 ngàn, lộn 69 ngàn nha mấy bà ơi. Trắng 69 ngàn, mua trước nha mấy tầm yêu ơi. Mua trước nha. Mua trước đi, áo đem mặc ở trong này còn mấy cái gì trời má ơi. Điểm cho xuất hàng vô. Ê, má đẹp quá. Đẹp lắm mọi người, đẹp cực kỳ luôn á trời. Đẹp rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người ơi, đợi 30 giây nha. Để em cho lực lượng nhà em bộ hình sự nhà em xách đồ vô được cái mọi người. Để em gọi cho mami của em ạ. À.
Ừ rồi không kết bạn Facebook sao gọi ta? Không kết bạn Facebook luôn á bà ơi. Má ơi đợi em qua em gọi cứu trợ nha em á chị ơi. Không biết có mà điện thoại không biết có tiền để gọi không nữa chứ. Rồi em tới với mọi người 7 7 8 5 1 8 4 2. Em cho xuất hàng vô hàng ngoài nhiều lắm. Hàng ngoài bao la luôn. Áo mặc cái tay kéo lên được chứ chứ. Kéo lên được. Quan trọng là còn ngoài không nè. Quan trọng còn không bà ơi. Muốn kéo thì kéo không á trời ơi. Đợi bao giờ em cho người xách đồ vô được không á trời ơi. Em gọi nha. Gia đình nhà bà My xách đồ vô ạ. Đó. Má ơi. Má ơi. Trời ơi, ngủ hết rồi hả? Mọi người ơi, đợi em 30 giây. Má bán đã ế rồi mà còn đi ra nữa chứ. Áo mặc muốn mặc kiểu gì mặc nha, rồi trắng chút cho chứ. Trắng chút cho 69 ngàn nè. Trắng 69 ngàn chú bé bôn nè. Trắng 69 chú bé bôn. Cái này là để bán Noel chứ bán Tết thôi mấy bà ơi. Nhưng bây giờ hết hàng, ngồi like chơi chơi, tàn tàn chơi chơi cho mọi người. Chứ lô này lô hãng mà. Lô này lô hãng nha quý vị mọi người. Nên chị nào săn được cái gì cũng săn nha mọi người. Săn rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, không đừng có đi máu kia, đừng có đi máu khoác. Em đi mấy cái ri dương nhẹ 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 thôi. Đeo ri áo kia đi lên lại đi. Mấy cái áo ri nhẹ 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 như này nè, đem vô đây. Nhẹ nhẹ thôi. Em với chị mặc đồ màu mấy màu này nè. Từ từ đi mọi người ơi. Rồi, chị nào nhận lấy cái con này bấm nè. Áo thun trắng không chỉ nô hết thun. Đang like hàng hot girl với ơi. Rồi màu này. Má ơi gì mặc cái gì lên cho em cũng được nha mọi người. Nó là hàng hãng. Em nói thiệt với chị luôn, chỉ có hàng hãng hàng Quảng Châu nó mới may cho mấy chị những cái áo này. Hàng Việt Nam mình không bao giờ may cái áo mà như vải như thế này và lên đứng form như thế này được cho mọi người nha mọi người. Rồi màu nu cho chị bán màu nu nha mọi người. Tan mạc đầy đủ cho mấy chị luôn 69 ngàn. 69 nha. Em lười ra phối quá không em ra em phối cho mọi người với chân váy lên cho mọi người nhức ngứa con tim luôn cái áo này luôn ok chứ. Chắc bắt buộc phải ra phối quá. Chị lấy màu nu với màu nu cho mọi người. Với màu nu với màu nu có màu trắng luôn hay sao ấy nhờ? Màu trắng tím. Nu trắng có nu có trắng luôn á chị vô hãng nó nhiều rồi. Rồi được rồi, hết rồi đó đúng không? Rồi được rồi. Được rồi. Đẹp quá. Biết sao không? Lô này đang tới mấy trăm luôn, lô này tới 500 hàng luôn. Lô rất tới 500 hàng luôn mọi người. Trời ơi sao không đóng cửa con ơi. Lô này rất là nhiều mẫu luôn mấy ơi. Để mấy em phối cho mấy chị nha. Mấy em mệt mỏi quá. Mệt mỏi với bà quá, chiều với bà quá, mấy bà hư sao. Trời ơi thôi, đi tôi nhiều quá, quá trời chết. Em nhiều quá không có chót luôn á bà. Sợ hết hết chỗ chót luôn á trời. Đang trong này nó đang nhiều đồ lắm. Cứ lấy đi xong rồi phối cho em đi. Với cái chân váy màu gì cũng đẹp nha mọi người. Mà nhà em đang có cái chân váy có 75 ngàn mới gì mấy chị không lấy đi trời. Cái chân váy có 75 ngàn mới gì mấy chị không lấy làm cái gì. Chân váy 75 ngàn, chân váy 65 ngàn. Đủ size, đủ mẫu đó về phối gì lên trẻ đẹp. Cứ phối lên mấy chị mặc lên mới thấy form thôi chứ em ơi mấy chị. Mấy chị thích thì mấy chị lấy, nó là hàng hãng mà. Hàng hãng thường giờ em đâu có bán hàng hãng cho mọi người đâu. Giờ em chưa like hàng hãng một con, bất kỳ một con hàng hãng nào luôn mọi người. Hề luôn, khỏi cần. Uy tín luôn. Khỏi cần quý vị mặc lên cũng biết nó đẹp. Uy tín đó mọi người. Khỏi cần em mặc lên cũng biết nó đẹp hay không đẹp đâu mọi người. Xin chưa? 69 ngàn, màu trắng, màu với mi mặt là màu nu. Màu trắng, màu nu. Lấy quốc cho em hai màu về mặt cũng được luôn mọi người. Đừng nói chơi. Rồi không cần giới thiệu, con này em không giới thiệu nha mọi người. Hàng hãng em không giới thiệu nha. Nu chốt Nguyễn Dung nè. Hồng này chốt cho chế bí bôn nè. Em không giới thiệu áo đâu. Áo hãng em không giới thiệu đâu. Chị nào thích thì quốc. Chị nào từng chơi hàng hãng là biết mọi người ha. Cái này cho bí bôn. Bí bôn 69 ngàn. Chị Giang Trần hai màu nè. Tôi lấy đi tình yêu. Tôi lấy con này về cho mặt cho em mọi người. Giang Trần hai màu nè. Em chữ có 500 hàng luôn mọi người ơi. Cái mẫu này em tới 500 hàng luôn mấy chị ơi. Tới 500 hàng luôn rồi. Chị biết nó sẽ đẹp như thế nào luôn mọi người ha.
trắng luôn cho chị Giang chồng nè. Đẹp quá đẹp, sang lắm, sang luôn mọi người. Nhìn cái áo nó rất là sang luôn, mặc với quần rinh lơi cũng đẹp nha, trong váy cũng đẹp nha. Ờ, Giang trần hai màu cho chị nè. Ok chị yêu nè, Giang trần nè, trắng với lại nâu nha mọi người. Giang nâu chút cho nâu chút Kiều Linh nè, lượng nâu chút cho Mỹ Linh, nâu chút cho Kiều Lan, nâu chút cho Mỹ Linh, nâu chút cho Kiều Lan Mỹ Linh nè. Quay nhà chị buổi chiều nha, mày quay buổi sáng không ai mở mất công về nha. Kiều Lan nè, Mỹ Linh nè. Trời ơi, thề luôn, 69 ngàn. Mấy má ơi, mua cái hàng hãng mà có 69 ngàn của mấy má ơi. Mấy má, một cái màu trắng, chút gì chị Giang Trần, thơm hương trắng mình nu. Để chị ra coi con này, túi zip đàng hoàng nhóm chị ơi, khác mẫu nè. Khác mẫu nè, để em tìm mẫu giống mọi người ơi. Có nhiều mẫu quá, nhiều khi nó khác. Giang Trần nè, thơm hương, Nguyễn Nhung chốt rồi nha chị ơi. Giang Trần thơm hương hai màu nè, cứ lấy hai màu về mặt đi mọi người. Má ơi, tôi thề luôn, nó rất là đẹp luôn ấy má, nó rất là đẹp luôn ấy má. Em mặc lên như thế này là mấy chị biết nó sang như thế nào rồi mọi người. Ok chưa, Giang Trần thêm một trắng cho chị nè. Ok nè, ok, trong váy lấy thêm cái trong váy nhà em hôm qua nữa, hoặc là quần rinh nhà em mặc luôn, không đẹp không lấy tiền nha. Em mà bữa nào mà em em sắp được đi chơi rồi mọi người, em mặc em phối đồ cho mấy chị coi. Giang Trần này thơm hương hai màu nè, ok tình yêu nè, thơm hương nè, mặc tới Tết mấy chị mặc cũng sẽ không bao giờ lỗi thời nha mọi người ơi. Thơm hương 69 nè, thơm hương 69 nè, thêm màu nu cho chế luôn nè, mặc tới Tết năm sau cũng lỗi thời cho mấy chị luôn. Mấy chị nên mua hai màu về mặc nha mọi người, ít cực kỳ, trắng nu cho chuông chân luôn nè, trắng và nu cho chuông chân, chuông chân trắng nu nè, chuông chân trắng nu cho chế luôn, 69 ngàn nè. Nu chốt cho chị gì quên rồi ta, nu chốt cho chị gì quên rồi ta, nu chốt chị Hân Bảo nè, Hân Bảo nu nè, heo bướm bỉnh nu nè, 69 ngàn. Hàng hãng nha mọi người, lô này lô hãng giùm em nha mấy chị ơi, lô này lô hãng giùm em ơi, chứ không phải là lô hàng xưởng ra nha mấy chị ơi, không phải hàng Việt Nam nha mấy tình yêu ơi, không phải hàng Việt Nam cho mấy chị luôn nha. Nên chị nào chốt thì bấm đi, nhìn em mặc uy tín lắm mọi người, uy tín, nhìn cái mặt thấy uy tín không á trời, mặc lên form cho mọi người mà. Nuôi dưới chị Hân Bảo rồi nè, Chương Trân Hân Bảo rồi nè, rồi ai nữa ta, Ruby ai em chưa đọc tên là chưa được chốt nha mọi người. Ruby không còn lại giùm em nha. Khánh Linh cho màn hình nó trôi hơi nhanh á, Khánh Linh nu nè, ok em luôn, 69 nè, Khánh Linh nu nè, nu cho Vivi nè, nô chút cho chế Vivi nè. Ôi đẹp quá bà ơi, 69 ngàn. À heo uống bệnh, ok. Hèn gì tôi nói tôi đọc tên ai mà tôi quên nhớ quên đó bà. Heo uống bệnh nu luôn nè, ok chế nè. Chị bấm nha mọi người ơi, uống bệnh nu nè, 69 nè. Rồi trắng đang dừng chân để tìm trắng mấy chị. Đang dừng chân để coi mẫu trắng là mẫu nào, để coi mẫu trắng là cái ri nào. Nó còn nhiều mẫu, sợ nó lộ mẫu quá trời. Trắng cái chị bấm trắng nha, có trắng nha mọi người ơi, có trắng cho em nha mấy tình yêu ơi. Ôi thề luôn, không đeo màu, không đeo mồm chứ quý vị đâu mấy chị ơi. Thấy nha tình yêu ơi, ôi xinh quá. Nhớ lại trắng một đây, vừa ghi cho chế luôn này, chế chung trong. Ôi chung trong trắng nè, thơm hương thêm trắng nè, thơm hương nãy mới ghi có một cái nè, chung trong thêm trắng cho chế nè. Ồ xin xỉu luôn các bạn ơi, 69 ngàn nơi mua hai màu nha mấy chị. Em khuyên thật luôn, bởi vì lô hãng lâu lâu nó mới có một lô thôi, đâu có lô thứ hai đâu các bạn, không có lô thứ hai đâu. Khang Huy Nu nè, Khang Huy Nu cho chị nè, không có lô thứ hai cho mấy chị đâu, nhớ chị yêu của em ơi. Khang Huy Nu nè, Khang Huy Nu cho chị yêu của em luôn, 69 nè. Thanh Trúc Nu nè, ê về mặt với quần ngố cũng đẹp mấy bạn, về mặt với quần ngố cũng đẹp mấy bạn ơi. Thanh Trúc Nu cho em luôn, ok chị luôn. Chị đầu tiếp đi, túi zip đàng hoàng nha mọi người ơi. Thanh Trúc Nu là túi zip đàng hoàng chứ mơ, chứ không phải là hàng ấy đâu. Lê Bích Thùy lên thông tin, Lê Bích Thùy lên thông tin bên em mới chốt đơn nha tình yêu ơi. Những chị kia là có thông tin rồi mấy bạn, những chị kia là có thông tin rồi, còn chị nào chưa có thông tin thì lên thông tin với mơ nha mọi người. Má ơi xinh quá, trắng thêm cho thơm hương trắng nè, thêm cho thơm hương trắng nè. Rồi trắng nu nha chị, bấm trắng nu nha mọi người, 69 ngàn. Thơm hương thơm trắng nè,
Ồ, cái này mà chê trời, cái con áo hàng hãng mà 69 xu luôn bà ơi. Áo ấm nữa không? Không, không em, đi bó thì chụp màn hình ra lúc đó còn hàng, chị không có chùa hàng trước đâu. Rồi thông tin không chùa hàng đâu mọi người. Lúc đó đi bó còn thì chốt. Ồ, mấy bà muốn mặc gì đó đẹp. Đúng rồi, mặc gì cũng đẹp mà cái này. Trời ơi, những cái áo tôi uy tín như thế này luôn ấy má, gì mặc tôi thấy chịu uy tín không? Nhìn mặt tôi thấy chịu uy tín nữa mà. Nghĩ sao mà ngày bình thường mà em về cho mấy chị em chữ hàng có 500 hàng là mấy chị biết hàng nó phải đẹp thì em mới chữ. Mỗi lần mỗi cái tuyến hàng của em ơi về cho mọi người không phải em không bao giờ về một hai cái đâu mấy chị ơi. Một tuyến hàng của nó tuyến hàng Quảng Châu về đánh phải luôn phải gọi là 2.000 hàng thì nó mới đi. 2.000 hàng thì nó mới đi nha mấy chị. Một hai cái nó chả đi đâu. Đánh mấy cái nó chả đi hàng như thế này đâu. Ôi con này đẹp lắm, tí úp mẫu cho bà nha. Trời ơi, nó về dụ tôi nha, ít người về dụ tôi ra hàng hàng hết cho bà luôn đó. Ôi con này có đăng mẫu nha mọi người. Con này em sẽ đăng mẫu cho mấy chị nha, mấy chị gái của em thôi. Má ơi xuất sắc luôn bà ơi. Trời ơi, xinh chưa mấy chị gái ơi. Ok, chưa tím gì em ơi. Đợi em tí nha chị gái. Trời ơi, xuất sắc chưa. Hôm bữa qua giờ với My đang bán cho mọi người là cái gì? Em bán cho mấy chị là chân váy rồi rồi đúng không? Hôm nay quất áo gì cho mày luôn nha mọi người. Uy tín cho mày chưa mọi người ơi. Xem và xem lại tốn tiền. Nu này một con hai con thì thôi mấy chị, nu này ít lắm nha mấy tình yêu ơi. Nu này bấm cho em mã chữ nu đi. Không, nu này bấm cho em mã số 2 cho khỏi lộn nha mấy tình yêu, khỏi lộn ghé cái mặt nha. Mã số 2 chị bấm mã số 2 nha tình yêu ơi. Trời ơi. Ok chưa? Đẹp quá đẹp. Nu như chị bấm nu nha mọi người, nu mã 2 nè. Vàng cái chị bấm vàng nè mọi người. Ôi vàng này mã mới hả ta? Vàng này mã mới luôn á trời. Ôi nhìn cái áo này mấy chị ơi, nói chung là vải của nó hơi bị xinh luôn nhé mày ơi. Thiếu điều muốn chồng luôn cho mấy coi luôn á. Thiếu điều muốn chồng hai cái cho chị coi mà sao mấy chị ngắm được. Mà em lười ra cởi quá à. Mà em lười cởi ra quá nên là vàng cái chị bấm vàng, chị nào thích màu vàng nha mọi người ơi. Chị nào thích màu vàng thì bấm màu vàng nha, em thiệt luôn, ra thay nội mà em ra em thay đồ vô là nó hết thời gian mọi người. Em dơ tượng trưng thôi, em thử tượng trưng thôi. Mấy chị coi cái vải của nó thôi là được rồi. Đó, mặc được hai kiểu nha. Ôi vàng đẹp kiểu anh. Vàng chị bấm vàng. Chị thích vàng thì bấm vàng nha mọi người. Ngày mai em đi chơi em hứa luôn. Ngày mai em sẽ tàn tàn em đi uống cà phê mặc cái áo này em chụp hình cho mọi người à. Em mới vừa cái nơ của em rồi. Đó, đó, mặc nó em chụp hình mới vừa cái nơ của em rồi. Vàng một cái nha mọi người. Áo vàng này em có một cái nha. Áo vàng này em chỉ có một cái duy nhất thôi nha. Tình yêu là lấy vàng thì bấm vàng hả. Chị lấy vàng thì bấm vàng nha mọi người. Ôi mọi người. Trắng này, má đẹp quá. Nu, còn má ơi hàng hãng. Hàng hãng hết, nói lên lời luôn. Không buổi giờ không dám mua cái lô này luôn mà. Bởi trong này nhiều hàng quá không dám đưa lô luôn á. Em không dám đưa hàng vô là chị biết rồi á. Vàng chứ chị không bảo luôn nè. Vàng chứ chị không bảo. Nhận vải đi, đợt này về phải 6 trả hoàn tiền cho mọi người nha mọi người ơi. Đợt này hàng của nhà em 6 hoàn tiền. Ai thương em cho vài nút sẻ chia đi mọi người. Mình sẻ chia với Huy được không mọi người ơi. Trời ơi, cái này thì thôi chốt hàng chứ còn gì nói đúng không ta. Cái này chắc chốt hàng khỏi cần nói với chị. Màu tím hình như trong 500 cái hàng có đúng 3 con màu tím. 500 cái hàng có đúng 3 con màu tím. Lô này là lô em đang chữ tới mùa Noel và tới Tết mà cuối cùng giờ cái mỏ em không thể nào chữ hàng được luôn mọi người. Ôi màu tím này nhận hàng về không đẹp không có tiền cho chị lắm mẹ màu tím nha mọi người. Trời ơi, ở sau nó là lưng chun nên yên tâm đi. Nói chung là hàng hãng thì yên tâm mọi người. Uy tín chưa? 2 đến 3 con. Chị đó mẹ tím, bấm cho em mẹ tím. Khỏi cần suy nghĩ nha. Tím khỏi cần suy nghĩ ha. Tình yêu là thích thì bấm đi em ơi nha mọi người. Tình yêu là thích thì bấm nè. Tím thì chị bấm mẹ tím. Tím, tím xinh. Tím xinh, tím đứng đầu đình. Em xinh, em đứng cục đình đợi anh. Anh ơi anh đã đến chưa. Tím cho chị Hồng Ngọc nè. Chị bấm tím cho em nha. Chị Hồng Ngọc hồi xưa là khách cũ nhà Huy đúng không ta. Tím với chị bấm tím nha mọi người. Tím mộng mơ, tím chung thủy. Mãi yêu tím. Chị bấm tím nè. Trong váy rách rách. Qua gối hai trên gối bạn My. Đâu rách 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 không có phải qua gối đâu mấy ơi. Trên gối My nói xích gì chăm ba. Đây trong váy nó như thế này tình yêu. Ok trời. Chị phải nói chung là chị phải gọi em trước nha.
gọi gọi qua em trước nha mọi người, đừng có tàn tàn mà lên nhà em khi không có em ở nhà. Ôi trời ơi, là mất công tốn công sức đi đó mấy chị ơi nha, mất công tốn công sức đi nha mối tình yêu. Bởi vì sao, cái tính em nói chung là ngoài cái giờ em làm ra, em làm hàng, em làm việc cho mấy chị từ lúc em ngủ dậy là 11 giờ em sẽ làm hàng tới 6 giờ chiều, là từ 6 giờ sau 6 giờ chiều là hay đi lắm mấy chị ơi. Chưa có chồng chưa có con mà cứ bạn em rủ là em quất, bạn em rủ là em quất đó mấy chị. Chiều nay chẳng lẽ tính đi rồi á mà thôi. Ừ, ai rủ em là em quất đi với mấy chị, chứ không phải em ở nhà ấy đâu, không có đâu. Cái đây nè, xếp 130 nè. Đó, xếp 130 đó, tình yêu xếp 130 rất là đẹp luôn mấy chị ha. Rồi lên tiếp vài con cho ai chốt nè. Mấy con này thì con, mấy con này thì mẹ xoan luôn nha tình yêu ơi. Mẹ xoan luôn nha. Đấy, tầm này nói chung là em hay đi chơi lắm. Trời ơi, trời má ơi, bấm liền luôn mọi người. Bấm con trắng này liền cho em ơi luôn nha mấy chị ơi. Thùng quần dài xám đó hả? Ôi, lên xét đi, xét gì chị ơi, xét gì? Xét em mới lên hồi nãy á. Ôi, xin cho mọi người áo trắng một cái duy nhất luôn, chị bấm luôn nè. Ôi, hồi chưa có like con này nữa mẹ ơi. Trắng với chị bấm áo trắng nha mấy chị. Tan mạc hàng hãng cho em ơi nha mọi người ơi. Đang like hàng hãng nha mấy tình yêu ơi. Đó, trắng với chị bấm trắng nha. Anh chị em cô dì chú bác chồng họ gần xa gì hả? Mình hãy vào đây đi mọi người, chung vui với mây trong tối nay đi hả? Ok chị ơi. Trắng. Trắng với chị bấm trắng. Cam lâm. Cam lâm bị đỏ là gì sao trời? Hồi xưa em nhớ chị có mua đồ của nhà My rồi sao á chứ. Chị Hồng Ngọc này ở Cam Lâm nè đúng không? Xưa em nhớ chị. Trắng chứ Nguyễn lên một cái hàng hãng là đồng giá nha mọi người ơi. Để không lọc giá là lọc giá 69.000 lô hàng hãng. Thường thường em sẽ like hàng hàng, em hay like theo lô quá trời. Rồi cái này trời ơi, con này nên lấy nha mọi người. Ôi má ơi thờ luôn á trời. Một cái sơ mi nha mọi người, giống như mấy chị chỉ còn mặc cái quần đùi ở trong thôi. Cái này là sơ mi phong rộng kèm một cái đai beo cho mấy 85 xu, 85 xu kèm một cái đai chế mươi loan cho mọi người. Kèm một cái đai qua chế mươi liền ngay lập tức luôn á chị ha. Đây 85.000. 85 cho chị bấm mẹ 85 chế mươi luôn nha mọi người. Kiểu như đầm sơ mi cũng được, mà lấy cái sơ mi này mặc dưới quần ngố cũng được, xếp vest sơ mi cũng được. Rồi chị nào biết chơi hàng thì lấy nó về mặc quốc kéo ơi, quốc liền cho em, chủ hàng liền chống ơi luôn nha mọi người. Tới mùa lạnh đi Đà Lạt mặc lên, mặc dưới robot đen chống ơi, ok xịn sò luôn á chị ha. Đen nha. Còn xếp hot không My ơi, xếp nào nhà em cũng hot đó chị ơi. Cái nào nhà em cũng hot hoành hòt không à. Không có nào mà không có hot á. Hot hơn em không mọi người. 985 cho chị bấm áo sơ mi đen, vest sơ mi đen 85.000 em tình yêu ơi. Chị bấm đen 85, bấm đen 85. Nào mà hỏi em có hot không My ơi, có nha chị. Có xếp nào mà không hot thì em bấm mấy chị yêu ơi. Trời ơi, chỗ này trời. Tiếp tục một cái sơ mi tiểu thư nữa mẹ ơi, một cái sơ mi tiểu thư như chị bấm mã sơ mi tiểu thư cho My luôn nha mọi người. Sơ mi tiểu thư nha. Ôi, sơ mi tiểu thư nha mọi người ơi, chuẩn hàng cho My luôn nha mấy trời. Chị bấm sơ mi tiểu thư, bấm sơ mi tiểu thư nha mẹ ơi. Cái này năm ngoái em like cho mấy chị 120.000, không có hàng bán mùa dịp Tết đó, nhưng mà hàng của nó là hàng Việt Nam chứ không phải hàng Quảng Châu như hôm nay. Ôi đẹp chứ mấy mẹ ơi, sơ mi tiểu thư nha mấy chị ơi, chị bấm sơ mi tiểu thư nè. Cái lô này tôi có quyết định là để dành lại là chính xác mà. Bởi vì còn 2 tháng rồi đâu có đánh hàng quản gì được đâu mấy chị. Em chỉ đánh được một chuyến thôi là phải ngưng hàng rồi á. Nó không có đi được như hàng Sài Gòn mình. Đẹp quá không? Lô này đẹp quá ha. Lô này đẹp quá rồi bạn, biết chơi hàng cũng như không mà. Đẹp lém, đẹp lém, đẹp lém. Điệp liếm luôn, điệp liếm luôn. Ôi ôi. Zombie Gucci, Zombie Gucci cho chị nào về mặc quần ngố vậy mấy nha mọi người ơi. Xuất sắc chưa? Zombie Gucci cho chị nào về mặc quần ngố chứ mấy nha tình yêu ơi. Chị nào mà chơi hệ form, Zombie form rộng rồi mặc quần ngố quất nha mọi người. Ôi em không thấy cái lô nào mà đẹp cái lô này luôn á chị. Ôi xuất sắc ha. Xuất sắc thiệt sự luôn á chị ơi. Xuất sắc thiệt sự luôn. Rồi qua nhớ vậy ơi, giờ em like xem vui vui. Sơ mi này hả chị, sơ mi này 75.000. Sơ mi 75.000. Ờ, à, xe em thì màu trắng lắm á trời. Lô này em cũng màu trắng á.
màu trắng lắm, tình yêu ơi, em phải màu trắng mà. Tủ đồ em ít khi có đen lắm mọi người. Rồi một cái đầm sơ mi cho chị ấm, đầm sơ mi mẹ 79. Đầm sơ mi mẹ 79 nha mọi người, đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi mẹ 79 cho chị ấm mẹ đầm sơ mi nha tình yêu ơi. 79.000 đồng sơ mi. Được ok chị, mà giá em bán so với mấy chị ở ngoài còn hợp. Ở ngoài mấy chị phải mua gấp 2, gấp 3 lần, mà hôm nay đứa mới bán có 1 lần mà đúng không? 1 lần quá rẻ luôn. Gấu trắng em. Đúng rồi, gấu trắng để chị chương chút là 75.000 thôi. 75.000 thôi, mua đi ngày mai về lấy trên đùa cho mấy chị, mấy chị. Ngày mai về cứ lấy trên đùa nha. Ngày mai chủ nhật em nhận khách nha mọi người. Ngày mai em sẽ nhận khách từ từ sau chưa với Mi Live, xong rồi 3 giờ em sẽ bắt đầu nhận khách nha mấy chị. 3 giờ em sẽ nhận khách. Nếu mấy chị nào muốn tới nhà lụa hay là như thế nào cứ gọi điện thoại chứ em, nhắn tin trước cho em là được. Nếu chị 3 giờ thì em sẽ nhận nhớ mẹ ơi. Chứ còn lên sớm thì em đang live thì em không có lấy hàng cho mọi người coi được á. Gặp mi tốn tiền quá. Lên sớm thì em không có lên live, em like thì em không có cho mấy chị coi hàng được. Cứ đúng giờ là gặp em được nha mọi người. Coi đẹp quá. Coi đẹp mà sao mấy chị đồ lấy gì trời. Coi rất đẹp luôn á. Rồi tiếp tục là qua hàng sale đi mấy chị ơi. Hàng sale nhiều lắm. Hàng sale nhiều lắm mấy bạn ơi. Hàng sale rất rất là nhiều luôn. Em coi áo tay dài đen ơi trời. Em coi áo tay dài đen ơi trời. Em coi áo tay dài đen đi tiền đen đen đi 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 chị đây em 65 xu nha em, 65 xu đó chị bấm mẹ 65, bấm dưới mi mẹ 65 nha. 65 xu chị bấm mẹ 65 hả, 65 ngàn, 65 ngàn. Rồi các bạn nào thích sale, các bạn nào thích like gì ta, nãy bạn nào hỏi em cái gì đó hỏi lại đi. Giờ lúc đầu em rảnh thì không hỏi đâu, em đang like sung sướng á. Thì hỏi em xem chỗ rồi. 75.000 y chang trong váy bé mi mặc. Hàng đợt này đẹp hơn gấp mấy lần đợt trước. Lô bé mi đang mặc luôn nha mọi người. 75.000 size XML, mỗi chị phải có một cái luôn mọi người. Mỗi chị nên có một cái này về phối áo kiểu giống mi luôn nha mọi người. XML cho chị chốt XML đủ size. Em có tầm chục ly á. XML. Chị bấm mẹ XML, bấm chị mi mẹ XML nha mọi người. 75.000. Nó là hàng đẹp chứ không phải hàng ấy đâu. Vải mỏng không chị? Không em. Chị sao mà nói nhà tôi vải mỏng gì bà. Nhà tôi bán bao rip lấy gì mỏng. Quần sọt màu hả? Quần dài xám nãy chưa thấy hả? Quần dài xám đi chị, nãy chưa thấy. Má ơi quan trọng còn không em. Quần dài xám 150. Em 48 cái mặt mờ cô ơi, 48 cái mặt mờ. Chị có là bữa sai mà lo gì. Ok tình yêu ơi. Không, trong váy có đúng một màu duy nhất màu trắng chị ơi. Đúng một màu duy nhất màu trắng. Đó chị nào lấy bấm chị mi nha mọi người ơi, bấm cho em nè ha. Đó, có màu đen, màu trắng, màu nâu với tình yêu, màu đen, màu trắng, màu nâu. Ok, vô uy tín cho mọi người cho 150. Có size S, size M. Như hết L sao, S, M sao mẹ ơi. S và M hết L sao á. 150. Mờ chú Mỹ Linh nè. Trong váy chị đủ size mà. Em chỉ nhận trong váy e đủ size nha mọi người. Một màu duy nhất thôi. Màu đen vải xấu em lái chứ không phải không có đâu. Đen bán màu trắng vải thiệt đẹp luôn. Em like hồi chua là em like hồi chua bé Mi có like. Nhưng mà bé Mi đâu có like chứ. Cái đó nè, bé Mi like cho mọi người. Quần màu trong váy màu có nhà em có cho lên cho. Tí em lên cho 65.000 à. Trong váy 75.000 mờ nè. Quần riêng đó 150 em. Đồng giá Mỹ Linh size mờ nè. Mỹ Linh size mờ 75 xu. 75 xu FML nha. FML 75.000 nha mọi người. Đây nè, cái đợt trước nó rẻ hơn 69.000 nhưng mà cái xòe của nó không có dọc. Đợt này là xòe dọc. Hàng chuẩn hàng luôn mọi người. 75 xu thì bấm mẹ 75 nha. Chị thích mẹ 75 thì bấm mẹ 75 ngàn nha mọi người. 75 ngàn nhưng mà từng đi luôn qua bộ mấy cục giòn nhỉ mới luôn. Với trong váy riêng không chị, nãy còn con sale nè. Nè, đúng một con luôn á bạn. Đúng một con duy nhất trong nhà tôi luôn. Còn trong váy riêng nhà tôi, còn trong váy riêng dài thì còn nhiều nha. Lấy em áo tay dài, em lấy màu đen đúng không? Em lấy áo đen tay dài, áo đen tay dài đúng không em? Đen tay dài 65 ngàn nè. Không có màu đen. Ok Thảo nè.
Không có màu đen chị ơi, đúng một màu duy nhất à. Cái này chốt cho chế mấy chế ơi, mua đủ đơn nha mấy chế, một cái không có đi đâu. Một cái không đi đâu nha mấy chị ơi, vi lung vi nè. 65.000 chị em nè. Ê, sao lấy hai ba cái 4-5 màu vậy em, lấy 4-5 màu vậy gì mà. Rồi trong mấy màu cái chị nào thích trong mấy màu nè mọi người ơi. Trong mấy màu thì em thì định cua chót rồi mấy chị. Trong cái váy màu là phải đó định cua chót không? Có chứ chị ơi. Chắc chắn phải có chứ, trong váy thì có chứ. Rin rách nhạc size S, ok cục vàng luôn. Quần rin rách nhạc size S cho cục vàng nhà tôi luôn nè. 150 quần rin dài như thế này quá đẹp đúng không? 150 là cái quần rin dài như thế này quá xuất sắc đó chị ơi. 150 mà cái quần rin dài này có chuẩn hàng cho mấy thôi. Dạ bán hàng điêu cho mấy chị đâu mấy chị ơi. Tầm này ai chơi hàng điêu đúng không? Nhớ gì mặc đồ cho fit bách rồi lên cho nó xịn sò lên mấy bạn. Xịn sò nhà em lên mấy trời. Nói chung đợt này hàng nhỏ mình về số lượng nó mới có được giá như thế này. Bình thường năm ngoái em like chứ chị tới 175.000, 170 lượng á. Mà hôm nay còn ở 150 là bởi vì em được xưởng tự may cho em rồi. Nên là giá em sẽ xuống được. Giá em xuống giá cho mọi người được. Trong gửi nha em, trong gửi nha mọi người. Rồi trong váy chị ơi, thích trong váy màu nè. Trong váy màu gì mặc áo kiểu nè mọi người. Trong váy màu gì mặc áo kiểu nha mọi người ơi. 65.000 tất cả hàng đều có quần trong nha mọi người ơi. Tất cả hàng đều có quần trong nha. Màu cam, bấm cho em màu cam 65 xu màu cam. Chị bấm cam 65, bấm cho em cam 65. Cam 65, bấm cho em cam 65. Cam đất, bấm cam đất nha. Cam đất, bấm cho cam đất nha. Mọi yêu nha. Cam 65, bấm cho em cam 65. Cam 65, bấm cho em cam 65. Con này dạ tít luôn nha mọi người. Con này trong váy dạ tít size M 65.000. Size M, xanh nhạt size M cho chị 85.000 luôn. Nốt đi còn có 1 cái. Con này được bán 120 đó mấy bạn. Con này được bán 120 luôn á trời. Có áo thun trắng trơn không trời. Áo thun bao rip hay là thun luôn em. Chị Hân bảo luôn tặng luôn chị 85.000 đi. Em để em gai quá chứ con này em bán thôi tới 120.000 luôn á. Còn một em ghét lắm đó chị. 65.000 trong váy dạ tít 65.000. Rồi cam đốc cho chị bấm cam đốc size S 65.000. Cam đốc size S 65.000. Thun luôn chị có trắng trơn, có chữ đúng không em? Có một chữ, hai chữ, ba chữ, hàng bốn chữ đúng không em ơi? Đây. Được không em ơi? 39 xu nốt. Nốt mã 39 100.000 ba áo luôn, mệt quá. Rồi 65.000 trời má ơi, trong váy nó đẹp xỉu. Trong váy nó đẹp xỉu luôn. Không phải trong váy em, quần đó, quần dài đó. À, 150 à, ok chị. Quần 150. Quần lên dài size M 150, ok trời. Em nhầm, em xin lỗi, em xin lỗi. Quần dài size M 150. Không em không có trắng trơn em ơi. Mình phải có chữ rồi, có gì mà lem cho đỡ nhạt đó em. Kiểu vậy á. Ok chị Hân bảo này 150 quần dài với chị nè. Ok trời. Quần legging dài bữa nay còn có 79 thôi nha mọi người. Giảm được 5.000. Lấy hàng nhiều giảm được 5.000 quá rồi ơi. Đó. Rồi trong váy trắng đuôi cá 65 xu. Trời đẹp quá à. Đẹp quá mấy chị ơi. Lấy mấy cái này gì mặc cho trẻ trung có đẹp chứ mấy coi. Trong váy trắng size S nè mọi người. Cái này size S nha. Con này size S 65.000. Ơi đẹp lắm luôn mà. Thời không có thời gian chụp mẫu cho mấy chị luôn. Ra ngoài kia em sẽ đầu tư cho nhân viên làm lên. Mấy Huy sẽ chụp mẫu cho mọi người được. Cái trong này thì có một mình lay quay cả một ngày luôn. Không có ai lay quay làm cả một ngày luôn. Nguyễn Nhung 65 nè. Em lay quay em làm cả một ngày nữa. Thực sự là em đu quá. Em không có đủ thời gian mà ốp mẫu luôn. Em đăng bài xe mọi người tương tác rất là nhiệt tình. Nhưng mà thời không có đủ thời gian để mà chụp mẫu luôn mọi người. Ước gì có nhiều ngày. Không em, bao riết thì chị có chứ. Chứ cho ái chị không có đâu. Có quần riêng ngố chứ. Có quần riêng ngố màu mới nè. Quần riêng ngố màu mới 130. Trời ơi, trong váy be cho chị bấm trong váy be nha mọi người. Trong váy be cho chị bấm trong váy be nó mới đẹp quá ha. Trong váy be cho chị bấm trong váy be nè. Trong váy dài be nè. Vô buồn cái mặt quần rờ với áo len nó không có hàng. Bây giờ bán rẻ thì không ai mua đó. Màu cam đất cho chị bấm màu cam đất.
màu cam đất cho chị đó, màu cam đất. Rồi còn một con sọc trắng size L. Một còn một con sọc trắng size L tặng cho chị luôn ha. Trong lô, lô này lô mắc hơn nữa chị ơi, tặng cho mấy chế mã của em là mã sẽ là mã 69.000 sọc trắng size L. Sọc trắng size L. Trong váy xòe, trong váy xòe này cho chị nào bấm trong váy xòe 65.000 kèm quần trong hết nha mọi người ơi. Chị ơi, chị gì đó? Chị gì đó sao? Chị gì đó? Chị ơi, chị gì của nhà em quên rồi ta. Trong váy rêu cho chị bấm trong váy rêu. Chị gì ta? Chị Giang Trần này lấy mấy này về mặt này chị. 430 chứ ơi. 430. Lợi tí được không? Em thấy sót cái gì xương xương, thấy sót cái gì vậy mấy má ơi. Ừ má ơi, được mồng ghê không? Rồi cái áo đây rồi cái quần đâu kìa? Còn có quần của nó đâu trời. Ê quần đen áo trắng hồi nãy 95.000 nãy má rồi chú kịp bấm lại giùm em được không á trời. Má em nghe chó ghê không á trời. Áo trắng quần đen nãy chị nào bấm kịp bấm lại chứ mới được không ạ? À? Áo trắng quần đen gì bấm kịp, hình như hồi nãy Dương Nhật Quỳnh bấm hay sao á đúng không? Để cho Dương Nhật Quỳnh đi. Hồi nãy chế được rồi chưa? Hồi nãy chế chưa được hả? Chưa được để cho em uống bệnh. Nãy chế chưa được hả? Chưa được thì để luôn. 95.000. 95.000 cho chế nha. Chốt đơn luôn bà ơi, chốt đơn luôn. Rêu cho chị bấm rêu nha mọi người. Quần ngối chị bấm quần ngối nè. Quần ngối chị bấm nè, còn cách tầm ok, để luôn. Rồi 130.000, 130.000 không cần suy nghĩ nha mọi người. Riêng ngối nhà em giờ có bán từ đây tới Tết năm sau cũng là 130 mấy chị ơi. Em đang sợ nó lên nè. Mỗi mẫu bây giờ em đều về 10 ri 10 ri, nhưng mà thật sự đang sợ nó lên mấy chị ơi. Bởi vì hàng Tết lúc nào nó cũng lên á. Bây giờ đã lên rồi, mùa dịch này đã lên rồi, Tết năm nay chắc lên lắm luôn mọi người. 130 cành nha chị, bấm mã 130. Đó. 130 nha chị yêu ơi, 130.000. Chị bấm mã số 30.000, chị bấm em mã 130.000. Ở em sống trong nhung lụa thiệt luôn mọi người. Nữa không? Ai hỏi trong váy xong ai mua vậy trời? Ở hôm qua có rồi, đúng rồi. Đúng rồi trời, đúng rồi á. Một mẫu duy nhất về mới có mẫu không mấy bạn ơi, về có mẫu. Ôi ôi, xòe cho em những chị ơi, chị bấm xòe, bấm với My xòe nha. Ngày mai vô live với My lại sẽ có mẫu mới. Ngày mai vô live em lại sẽ có mẫu mới nha tình yêu ơi. Còn giờ đúng một mẫu duy nhất luôn á, mà cũng hết rồi, còn mấy cái à, còn 2-3 cái gì hết hàng mọi người. Hôm qua gì chục ri trong một livestream tối qua thì nó đã hết rồi. Có quần đùi không My, bây giờ quần đùi cũng kẻ biết luôn rồi. Em bóc trúng thì em like mọi người. Kiểu kiểu em bóc trúng gì em like đó cho mọi người á. Chị nào hỏi đủ màu nhà em mai chốt gì trời, má buồn chứ trời. Cam nè. Sao vậy sao mà nè. Cam size M chứ chị bấm cam size M nè, 65.000 nè. 65.000. Buồn quá chị ha. Má ơi. Chị thích thì size nhỏ, chị cũng thích thì nó dị quá mấy bạn ơi. Ồ đẹp quá, 65.000 luôn nha mọi người. 65.000 size của nó là size nha. Toàn là X chứ M nhiều. Nói chung lô này X với M là nhiều mọi người. Size M tiếp. X với M là nhiều quá trời. Lô này đa số X với M. Vàng cái gì bấm vàng nè. Vàng rồi bà ơi. Vàng 65 xu vàng. 65 xu vàng, bấm 65 xu vàng. À, đi làm mà mặc trong váy không, tôi like cho con tôi tặng luôn 65.000. Sọt trắng cái gì bấm sọt trắng nè mọi người ơi. Ồ tôi na xin đóng đồ vô tôi nhìn tôi muốn xỉu luôn á. Sọt trắng cái gì bấm mẹ sọt trắng nha. Sọt trắng nha tình yêu ơi. Vàng size gì em ơi? Vàng size gì em ơi hả? M. FM mặc được hết đó, FM đều mặc được. Chỉ lờ không cho vô được thôi, nhưng SM sẽ mặc được các bạn ơi. Trắng cái gì bấm trắng. Trắng này thì size nào mặc cũng được, bởi nó lưng chua nha mọi người. Trắng này size gì mặc cũng được nha. Sau ở trước lên bảng ơi, sau lưng chua như mọi người. Còn con sọc trắng. Sọc trắng cái gì bấm sọc trắng. Cờ cờ em cam cam. Bò cái gì bấm bò, rêu cái gì bấm rêu hết luôn. Bò cái gì bấm bò.
đẹp ha. Má ơi, thôi để tôi đi bắt lô đi mấy má. Rêu, rêu S nè, rêu S này đẹp nè. Rêu S còn có 1 con luôn rồi. Rêu này S nè. Rêu S còn đúng 1 con nhất 65.000. Ủa số lạnh dữ ta. Rêu S 65.000 cho chị bấm rêu S 65. Chị bấm rêu S, bấm em rêu S. Đẹp quá đẹp. Lô này hết sạch rồi mấy trời, 100 mấy trăm ngàn gì hết sạch rồi đó. Ra luôn lần, chọn luôn lần. Ra luôn rồi dọn luôn lần luôn á má ơi. Xong xong rồi cái lên live sale sau. Ôi đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn mẹ ơi. Xinh quá à. Đen nữa. Đẹp không má trời. Rất đẹp luôn á chứ. Lô này nói chung là lô này rất là đẹp. Lô này siêu đẹp luôn. Con này mờ lờ gì mặc được này. Lờ vô mặc được này. Chị lấy nhau có 65 ngàn nè. Con đen này đẹp nè. Con đen này size gì mà cũng được nè, lưng chun. Ở sau rồi đó, lưng chun là size gì cũng mặc được, yếu tình đi ơi. Nãy giờ em không báo giá sẽ là 65.000 mọi người. Em không báo giá sẽ là đồng giá 65.000. Con đen này kèm cả beo size L nè. Con đen này kèm cả beo size này M à. L mặc được á, con này M mọi người 65.000. Lô đồng giá 65 nha mọi người. Chị nào ôm lô inbox em nha. Chị nào sỉ mới tập bán hoặc ôm lô thích qua đây ôm lô 2x 3x thì mà like nha mọi người. Em like chừng lô hàng của em năm nay 700 hàng gì thì em sẽ like trong vòng 1-2 like là em sẽ xả mẫu ra cho mấy chị ôm nha trời. Chị nào có vốn con nâu liệp xỉu quốc đi trời đó đen cho dưỡng sọt đen quốc đi trời. Quốc đi chị ơi đừng ngại ngùng làm chi, đừng ngại ngùng làm gì. Công chúa này mua đi về mặc dưới len nè mọi người ơi, công chúa nha. Và công chúa này thường thường người ta sẽ like giống gì tầm 170-180 nha chị ơi. Nhà em không bán quần thấp nha chị ơi. Nhà em không bán quần thấp đâu, quan trọng còn hàng không à. Công chúa, chị bán công chúa. Trời ơi, nhìn hàng ngán quá à. Nhìn hàng gì mà nó nhiều rất là nhiều luôn rồi thôi. Phải gọi là rất là nhiều hàng luôn á, má muốn né thở luôn. Ngồi trong này muốn ngợp thở luôn. Còn quần ống rộng đen trắng 50 không hết rồi chị yêu ơi, ống rộng đen trắng hết lâu rồi. Hôm bữa giờ chị nhận hàng của nhà em chưa? Hôm bữa giờ chị nhận hàng của nhà em chưa tình yêu ơi? Chị nói đồng giá sao? Cái trong váy dài hỏi em, trong váy dài nó mắc hơn đợi 75 nha. Hôm bữa giờ chị Hương Thủy Hương nhận hàng được hết của nhà em ơi cho chị yêu. Chị yêu ơi, ôi ơi ơi. Bữa giờ em mới quên chứ. Mà hồi như em thấy trên app hình như là chị nhận hết rồi đúng không? Trên app hình như là chị nhận hết của nhà em rồi á. Chị nhận ba luôn rồi, hàng đẹp lắm, rất thích. Cảm ơn chị yêu nha. Rồi mãi yêu chị luôn. Đấy. Nhận ba bill nhà em là nhận đủ hàng rồi. Giờ chốt nữa đi trời. Giờ mình vô đây chị em mình chốt tiếp không? Hôm nay bé Mì có rinh dài mới về rồi trời. Hôm nay bé Mì có rinh dài mới về rồi ý. Chị lấy không? Rinh dài hôm nay đẹp mà. Rinh dài đi ngối vậy hôm nay bé Mì có rồi nữa trời ơi. Lấy cho em trong vài cho bé Lan nè. 75.000. Thường thường người ta la tới 180 á mấy chị gái. Nhớ qua nhà chị buổi chiều nha em yêu. Nhớ qua sáng với chị đội đầu luôn á. Mắt công em đi với lại chị ấy nấy lắm. Chị ấy nấy thật sự rất ấy nấy luôn. Rất ấy nấy luôn với bà. Thế là qua mà tôi không giao hàng với bà được. Tôi rất là ấy nấy nhưng mà thật sự luôn. Nhưng cái đông núi vậy phải chia hàng. Em có thể bắt em làm hàng cũng được. Gọi chút đơn cho chị như nhân viên em cũng được. Mẹ em ghét nhất chia hàng á, chỗ chia hàng nó cực. Chia hàng nó cực vãi. Em lên xin lỗi chị xem đi, ok chị. Ok em lên, mẫu mới luôn chị ơi, mẫu mới luôn. Hôm nay em về được mẫu mới luôn á. Hôm nay em về được mẫu mới luôn á. Ồ rồi em xếp, em không banh chi giờ em xếp mệt dữ vai. Còn không biết ai hành em thì em băm luôn cái đống này luôn á trời.
Trời ơi, mua cái quần mà tôi tặng cái giá 39 ngàn à. Gửi đó chị ơi, gửi chiều rồi chứ. Chị chỉ cần băng tiền qua một cái thôi. Chị chỉ cần băng tiền ra một cái thôi. Thôi là em gửi hàng chị liền luôn. Cảm ơn chị yêu nha. Để em ghi bình luận của chị yêu lên coi. Mấy chị kêu em băng tiền tiền qua tài khoản em, các em cho lính em đi rồi. À hôm nay áo nhiều lắm trời. Cái áo mà đợt mà vải của nhà ông ơi chị nhận thích đó. Hôm nay siêu nhiều luôn. Siêu nhiều mẫu luôn chị ấy. Để em like cho. Em không banh hàng nữa nha mọi người. Mọi người đừng dụ em banh hàng nữa nha mọi người. 130 mẫu mới này trời. Còn size L nè. 100. Ê mọi người đứng dậy tắt nó mới lạnh cái ha. Nó lạnh quá là. Lạnh quá là. Tắt thì nóng nhưng mà bật thì nó quá lạnh. 130 gì mẫu mới. Em mới vừa mặc la chua nay và cháy hàng rồi, còn được 1-2 con mới tầm đi qua. Còn 1-2 con thì thôi mấy chị ơi, 130 ngàn. Mã 130 thôi chị, vào bấm mã 130 cho em nha. Mã 130 áo mới mặc 69 ngàn, chị vào sau. Chị nào vào sau chưa chốt được thì bấm nha mọi người ơi. 130 ngàn. 130 ngàn nha tầm đi qua. Trời ơi, con này tôi không hiểu sao tôi bán hết 39 ngàn à. Vừa chứ trời ơi, chị mặc những cái con lên nhà em vừa thì con này chị vẫn vừa luôn. Nó là một lô, một xưởng, một lò ra hàng cho My luôn. Ok, cho riêng nhà em riêng coi giãn mà. Chị mặc những con riêng của nhà My vừa thì con này My vẫn bao cho mấy chị vừa. Trời ơi, cái con này tôi chốt. Ủa, con này mỗi tôi tặng nhiêu quá bạn. À chị báo thôi đừng ra nhà chị lựa đồ tầm 3 giờ đi em. Con này như chị đã chốt nha mọi người. Con này em báo là cái dây kéo em kéo không lên, nó bị khó kéo. Mấy chị về bôi chút chút sớt nám á mấy chị. Mấy chị kéo nó sẽ lên nha. Mấy tình yêu hôm bữa em có báo rồi. Mấy chị có thay dây kéo đi chăng nữa thì cũng lời mà. 39 ngàn tặng nha mấy chị ơi. Tặng mã 39 cho chị nào về chịu khó thay dây kéo là 10 ngàn, 15 ngàn cho mấy. Thì cái quần này ta bán tới 100 mấy rồi mấy bà. Tặng mã 39 ngàn ngố size L. Ngố L 39 ngàn hôm bữa thì dành lộn chốt xong cuối cùng má xẻ ra cay đắng cuộc đời không mấy chị, cay đắng cuộc đời chưa, nhiều người cay đắng cuộc đời mấy chị ơi, muốn khép luôn á. 39 ngàn, 39 ngàn, thôi đừng im ơi, khi nào chị thuê thì chị sẽ thuê. 39 ngàn em chị bấm mẹ 39 ngàn, riêng ngố không ai lấy thì em qua mẫu luôn nè. Qua mẫu rất khó lắm mà. Má chóc chị đóng hàng vô đây thấy ngớt. Lựa lấy chị một cái lên ngố ok. Ok chị đẹp. Chú chị Hương nè. 130 thôi. 130 luôn tình yêu ơi. Chị không có nhận đâu em ơi. Khi nào 3 giờ chị nói là nhận 3 giờ mà. Chị có bán thuốc mà. Mọi người ơi, với lại em nói thiệt đó. Không phải em ấy đâu nhưng mà em cũng lo mà. Trời ơi, size L nè. Vô tô có mua quýt luôn. Quốc 150 trên nhà nhà em thì cứ 150 quốc đều thôi tình đi quên. Cứ quốc đều thôi. Quốc đều 150. Chị bán mẹ 150 bán với mẹ 150 nha. Lưng siêu ca kéo mới luôn nha mọi người. Lưng quần siêu ca 150. Chị lấy thì lấy nè. 150 ngàn, chị bấm mẻ 150, bấm mẻ 150, 150, bấm thêm mẻ 150 nhé, tình yêu ơi. Quần riêng dài mẻ 150, nhà em đi đơn từ hai sản phẩm cho lâu nha mọi người. Một cái thì may mất công em xả nha mấy chị. Mẹ nói thiệt luôn, em rất là cực khó chịu khi mà xả hàng đó mấy chị. Xả hàng một lần rồi là sau em không bán cho mấy chị nữa đâu nha. Nó hoan hỷ giúp em Huy nha. Bộ này bộ nu còn một bộ nè mọi người. Bộ nu này em còn một bộ màu nu rồi em tặng luôn. Thường thường em mới like cho mọi người là bộ này với giá 130 là cao khoác có 65 ngàn, cái quần có 65 ngàn, rồi bây giờ em tặng luôn cho mấy chị trên cái livestream này set này với giá 115 ngàn, bớt hơn 15 ngàn, 115 ngàn. Mấy chị mua cao khoác thôi, cỡ quần đừng nói chi đúng không các bạn ơi. Vải không đẹp không có tiền, vải siêu mịn cho quy luôn nha mọi người ơi. 115 ngàn chị bán mẻ 115 nha, coi cái khoác này rồi uy tín luôn các bạn.
mua cái áo khoác thôi, còn cái quần đừng nói chi nguyên set nha mấy chị ơi. Chị mà chơi thể dụng da quốc nói về những bèo có túi quần đồ uy tín cho mấy chị luôn nha. 115 nha, chị bấm mã 115. Chị thích mã 115 thì bấm nha. Còn có một set để ra xinh quá à, để ngứa mắt quá à, để ngứa mắt thật sự luôn á. À bé Lan lấy cái này đi, cái áo này là 69.000 đẹp nè. Áo này hôm qua chị có like rồi nè. Áo này thì hôm qua giờ hot rồi. Ngày hôm nay nói chung là em mà mặc cái mã này thì hôm qua giờ em cũng chốt nhiều rồi nè. 69.000 nha, chị bấm mã 69 nha. Ở nhìn cái áo thấy chất lượng chưa? Hồi nãy giờ tôi chưa like con này đúng không bà? Hồi nãy giờ tôi chưa lên con nu này đúng không bà ơi? 69 xu thì chị bấm mã 69 xu. Vải không đẹp tới hoàn tiền nha mọi người. Vải không đẹp tới hoàn tiền, hôm qua có mặt like mấy chị. Hôm qua em có mặt like cho mấy chị hả? 69.000 con này vải không đẹp không lấy tiền. Nó làm kẻ dây kéo cho mọi người sâu luôn chứ không phải như hàng tào lao chứ về đâu. Làm lông chui chứ về đâu. Con này kẻ dây kéo cho chị luôn nha, hàng loại 1 nha mấy chị ơi. Hàng loại 1. Ơi sót một ly rinh mấy má ơi. Má lại hàng. Ơi lấy chị xét trăm nu 69.000 chốt chị phụ ruby nè. Hôm qua em có mặc cái con này chốt rất nhiều luôn á, tuần ruby nè 69.000 nè. Lấy chị xét nu 115 nè. Xét nu này để em coi hình như còn á, để em vô lại lần nữa rồi em kiếm hàng luôn. Hình như còn 115.000 nốt. Nói chung xét này đẹp lắm mọi người. Xét này không đẹp em không thối tiền mấy chị luôn. Ok chưa? Không đẹp em không lấy tiền luôn. Cái vải nó siêu sờ đẹp. Cái vải nó rất là đẹp. 115.000 chị lấy cho em kiếm cho nè. Lỡ em kiếm cho mấy chị luôn. Em lục lọi. À có màu đỏ đô, có màu xám. À có màu đỏ đô với màu xám nữa nha tình yêu ơi. Má ơi thề luôn, bán mà không nhớ luôn rồi ơi. Có cả màu xám và màu đỏ đô nữa nha mấy trời. Có cả màu xám và màu đỏ đô nha mấy tình yêu ơi. Màu xám nè, chị lấy thôi mình lấy đi. Cái này đẹp lắm luôn mấy bà ơi. 115.000 vào mùa rồi mấy trời. Vào mùa rồi mình chỉ quýt rồi quýt thôi. Quýt nó đi đó mấy chế. 115.000 đúng không? 115.000 màu xám, màu đỏ đô. Nó còn 3 bộ, còn 3 set. Phải tới 130.000 thì em xả luôn mấy chị. Ồ đẹp quá à. Màu đỏ đô siêu đẹp luôn. Trời ơi, cái màu đỏ đô nữa má ơi. Ôi set này rất là đẹp. Mấy chị đi làm hay mấy chị đi đường, mấy chị cũng mặc áo khoác rồi mấy chị đúng không? Bắt buộc phải mặc, lấy nguyên set giữa lời rất lời luôn. Nó siêu hời luôn mẹ ơi. Mẹ mặc ấm vô mũi bà. Mua mùa nắng thì chống nắng, mùa mưa thì cho mặc cho ấm. À lấy màu gì lấy? Lấy cho chị màu nu cho chị nè. Lấy màu nu 115.000 chút cho chị à. Chị Hương nè. Chị Hương lấy thêm không? Chị Hương lấy thêm không? Ồ, mãi yêu chị luôn thiệt. Mãi yêu chị em luôn. Lấy ba màu cho chị Hương luôn nè. Do bộ em sale cho hết đó mấy chị, em bỏ mẫu quá mấy trời. Em ai sale để em bỏ mẫu quá. Rồi em chị vô lại một đỏ đô, chị bấm đỏ đô nha tình yêu ơi. Chú chị ba màu luôn, 115.000. Bằng giá em bỏ sỉ luôn mọi người. Lẻ này 130 nè. Màu đỏ đô với màu xám với chị luôn. Rồi chị em còn một set đỏ đô cuối cùng của chị bấm mẹ đỏ đô nha. Rồi em còn sót một riêng quần xám nè, chị Chương Trúc còn không ta? Em còn sót một riêng quần dài xám nè tình yêu ơi. Hồi nãy chị nào bấm không kịp á. Hồi nãy chị nào bấm không kịp á. Lê Diễn Văn Hà nu khách cũ nhà My đúng không? Áo My mặc cũng 69.000. Rồi bà chốt mẫu nào bà? Mẫu trước tôi chưa? Ok trời, chị thích chuyển cho em trước 200.000, 300.000, 500.000 thì chị muốn chuyển như thì chuyển. Chị muốn chuyển như thì chuyển à. Chuyển thì em đi đơn em trừ hết mọi người, yên tâm. Chuyển cho em vui vui. Chuyển cho em vui vui được rồi. 115.000. Nô dễ vai á chị, ok. Lê Diễm Ngân Hà 69. Mua đủ đơn giúp My nha mọi người ơi. Con nguyên mặt đẹp mà không lấy ta. Con nguyên mặt cũng 69.000. Chị lấy áo không? Em lựa lấy áo cho chị chốt nè. Hay là thích xét.
Xếp này cũng đẹp nè, xếp đùi, có xếp đùi nha mọi người. Hôm nay có xếp đùi tay dài nha mấy tình yêu ơi. Trong váy rút còn con cho chị nào lấy gì mặc với mấy cái áo kiểu như áo huy nè mọi người. 65.000 trong váy rút này còn con, trong váy rút nè. Một trong váy rút nè. Đầm, đầm ngủ nè, mới về nè. Chị Hương muốn lụa về báo em nha, chị thích lụa về báo em. Vì hôm nay xem mà hôm nay chơi chơi mà. Trong váy rút cho Nguyễn Nhung mà, 65.000. Còn con ở sao nữa. Hèn giờ tôi không biết giấu đâu á. Ok trời. Ok chị yêu. Em biết rồi. Đa số mấy chị mua nhiều em không có đi đơn liền đâu. Em đều để đơn cho mấy chị hết á. Chị để mấy hôm mấy chị không lụa. Ví dụ như mấy chị không lụa liên tục mấy ngày thì em mới không muốn đi đơn luôn. Còn mấy chị cọc thì vô tư. Rồi cái bộ vàng này mọi người ơi, bộ hai dây vàng yếm hai dây này mặc ngủ siêu xinh với mưa luôn nha mọi người ơi. Bấm cho em ship vàng này em tặng cho mấy chị luôn, mã cho em là mã 89.000 luôn mấy chị ơi. 89.000 cho chị bấm ship vàng 89 nha mọi người. Tiểu thư vàng 89 xu thì bấm tiểu thư vàng 89 nha. Chị bấm tiểu thư vàng, bấm cho em tiểu thư vàng. 89.000 không đẹp không lấy tiền. Những cái set này những set tiểu thư nha mọi người. Tiểu thư cho em nha mấy chị ơi. Tiểu thư vàng 89.000. Chị thích tiểu thư bấm tiểu thư. Tiểu thư vàng 89.000. Tiếp nè trời, nốt cho chị set này 115.000 luôn nè. Set thể thao nè. Trời ơi còn set trong váy này còn vậy trời ơi. Set thể thao này 115.000 luôn chị lấy không? Này em cũng bán 130 nè mọi người. Cái này cũng bán 130. Tất cả có quần hết em, trong váy như chị tất cả đều may quần. Rồi set này em cũng bán tặng 130 luôn này tình yêu ơi, set loan nha. Set thể thao loan hồng cho em nha mọi người. Set thể thao loan hồng em cũng bán tặng 115.000 nha, em còn màu xanh nữa. Em còn màu hồng với màu xanh. Em còn màu hồng với màu xanh cho chị bấm nha mọi người ơi. Chị bấm màu hồng với màu xanh nha mấy chị. Má ơi. Xếp 115.000 còn cả màu hồng với màu đỏ đô. Còn cả màu hồng với màu đỏ đô mấy chị ơi. Chị đồ lấy không? Chị đồ lấy không mấy tình yêu ơi? Chị đồ lấy không? Lon hồng 115 như vậy bấm xếp lon hồng. Xếp lon hồng 115. Ế quá gì ta. Các hoa lên lại nha mấy ơi. Trời ơi 10 rưỡi rồi hả? 10 rưỡi rồi người ta. Mấy chị ơi. Còn để em kem á, ok em. Áo mới mặc luôn ok. Có quần đùi thun không em, quần đùi thun hả? Quần đùi thun bộ còn nó sao chị, còn màu đen nó sao á. Còn màu đen nó sao tầm đi quay cam với đen đi chứ. Còn nó sao á. Mình thích cười. Áo mi mặt 69.000 siêu đẹp, có cả màu trắng nha. Chị thích màu trắng thì bấm màu trắng, chị thích màu mi mặt màu nude bấm màu nude nha mọi người ơi. Nghĩ chết tuột. Chị thích màu gì bấm màu đó. Chị bấm thích màu gì bấm màu đó nha mọi người ơi. 115.000. Hay tắt cái like này lên lại ta, lên like sale ta. Nhiều hàng quá nhiều trong này. Áo thun em hết chị ơi, áo thun em hết rồi chị gái ơi. Em hết hàng thằng áo thun á. Em hết hàng thằng áo thun á trời. Ôi đừng rớt nữa con ơi. Áo mi mặc cho Lê Diễm Ngân Hà lấy nu đúng không? Lấy nu luôn nè. Hàng hãng nha quá chị, Lê Diễm Ngân Hà nè. 69.000. Nãy giờ khách nhà em toàn mua hai màu con này. Toàn mua hai màu. Lấy cho chị cái quần thun đi My ơi. Ôi rồi ôi mày đi đâu rồi mày bát ơi. Ôi nãy còn con trong váy xì nữa mày ơi. Còn trong váy xì xám này tặng mẻ 50 nè. Trong váy xì xám tặng mẻ 50. Chị bấm trong váy xì xám nha. Ủa cái dài nè. Quần thun 45.000. À chị lấy lít jean dài không? Trời ơi lít jean dài còn nè chị lấy không? Chị lấy quần lít jean dài không? Áo thun là áo thun như thế này á hồi trời 100.000 ba cái chị lấy không? Còn lụa 35.000 cái.
nay em có lấy chân dài nha mọi người ơi. Em có cả lấy chân dài nha. Rồi em tắt cái like này xem lên lại nha mọi người ơi. Em tắt cái like này xem lên lại cho mấy chị nha mấy chị ơi. Tắt cái like này xem lên hàng sale cho mọi người nha. Chứ mấy ơi có mấy người xem mà. Trời, chị Hương vô lại like sau nha chị Hương. Còn có mười mấy người xem. Tắt like này em lên lại nha mọi người. Em sale cho mấy chị ha. Bye bye mọi người nha. Tắt like này xong lên liền luôn mấy tình yêu ơi.